Chương 181, bọn Sơn Tạc bên ngoài vẫn còn đang sợ nâm nớp, thấy Tống Lập Ngôn nửa ngày không ra thì một phen nước mũi một phen nước mắt lôi kéo Tống Tuân xin tha, đại nhân, trong trại của chúng ta có mỹ nhân, dạng gì cũng có, các ngài muốn cái gì cũng được, xin tha cho chúng ta đi, bọn họ vừa khóc vừa dập đầu khiến phiến đá xanh lát đường ầm ầm rung động. Tống Tuân thấy thế thì rất là ngượng ngùng, hắn muốn nói đại nhân nhà mình cũng không phải người tàn bạo đến thế, những người hắn giết đều là kẻ đáng chết chứ không hề giết sai. Nhưng xem đám huyết nhục nội tạng hỗn độn bên kia thì hắn lại nôn khang, che miệng không hé răng. Ít lâu sau tống lập ngôn ra ngoài, trong ngực ông một thứ được bọc bằng áo choàng của hắn nên không ai thấy rõ là gì. Sơn tặc thấy hắn thì sôi nổi khóc gào trốn qua một bên, tay ông đầu nhường đường cho hắn. Cũng may hắn căn bản không có ý muốn giết người, một thân sát khí cũng không còn chút nào. Hắn vòng qua vũng máu kia rồi đi ra ngoài, một cơn gió thổi qua mang theo mùi cho phổ độ chúng sinh. Trong một nháy mắt đám sơn tặc cảm thấy hình như mình nhận sai người rồi. Người này và tên sát nhân cùng ma kia hoàn toàn không giống nhau, cho dù khuôn mặt tương tự nhưng người trước mặt này ôn nhu thân thiết, tới gần hắn không hề có gió lạnh thấu xương, tuyết không còn lạnh thấm người, mùi máu cũng không gây mũi, ngay cả xương trắng trên mặt đất cũng đều ấm áp hơn. Vạn vật sống lại, ngày xuân buông xuống mang bọn họ về tống lập ngôn nhẹ giọng dặn một câu sau đó ghét bỏ mà nhìn vũng máu không xa phía trước đốt một lá ngàn dặm phù và biến mất ngay tại chỗ tống tuân ngây ngốc quay đầu lên tiếng hỏi la vĩnh sanh sư thúc trên mặt la vĩnh sanh cũng là khiếp sợ không thể hiểu hồi lâu sau ông ta mới nói ta cũng không biết đã xảy ra cái gì hắn tìm được một lão thái thái sau đó đột nhiên giống như bừng tỉnh lão thái thái thì có gì hiếm là chứ la vĩnh sanh không rõ tống tuân cũng không rõ hai người cảm thấy tống lập ngôn có thể là bị mà ám bọn họ cũng không nghĩ nữa chỉ lo thu thập tàn cuộc rồi cùng trở về nha môn bức tường trong nha môn lúc trước bị sụp không ai dám thu dọn nhưng tống tuân vừa vào cửa đã thấy vách đá kia nở ra một đám hoa cỏ trắng vàng đang xen đón gió pháp phới hắn quay đầu nhìn con đường lát đá xanh tinh tế lúc này mọc ra một hàng hoa cỏ xinh vơ dạt vào kiều diễm động lòng người một đám sai nha đứng bên cạnh choáng vàng hoắc lương hai mắt vô thần đi tới nhéo tống tuân một phen tống tuân đau hô một tiếng nhíu mày quát ngươi làm cái gì ta muốn nhìn xem có phải mình đang nằm mơ không hoắc lương thổn thức hóa ra không phải ngươi muốn biết có phải mình đang mơ hay không thì tự đi véo mình ấy véo ta làm gì hoắc lương lắc đầu mặt mũi đều là vẻ thê lương hắn đạp lên thềm đá ngồi xổng xuống tay ông chặt đại đao của mình lẩm bẩm nói mùa xuân tới rồi đó tống tuân bất đắc dĩ bầu trời còn đang có tuyết rơi kia kìa, cái gì mà mùa xuân tới rồi? Mùa xuân không tới thì sao nha môn của chúng ta lại nở nhiều hoa thế, hoắc lương hỏng mất rồi, khuôn mặt hắn vặn vẹo, ông đầu khổ sở than, người không nhìn thấy thì thôi. Một lúc trước đại nhân về, hoa cũng cứ thế nở một đường, đến cục đá này cũng phải chen chút nở ra một đống hoa. Hoa đây! Cái này nghe được sao? Mùa xuân nở hoa thì không nói, nhưng hiện tại vẫn là mùa đông mà, mùa đông nở một hai đóa hoa thì cũng thôi, nhưng cục đá lấy cái quyền gì mà nở hoa chứ? Tống Tuân, cửa phòng đóng chặt, Tống Lập Ngôn đặt lão thái thái kia lên giường, không nói hai lời đã cắt tay đút máu mình cho bà ta. Đút hơn nửa chén rồi hắn lại đứng dậy cầm chăn của mình bọc bà ta lại. Thấy sắc mặt bà ta hơi tốt một chút, hắn lại nhìn quanh rồi dọn bếp lò tới cho bà ta ủ ấm. Tống Tuân ở bên ngoài canh, không đến một lát đã thấy cửa kẽo kẹt mở ra một khe hở hắn quay đầu lại thì thấy đại nhân luôn lãnh đạm kêu căng nhà mình đang chống kẹt cửa, dùng giọng nói cực nhỏ mà bảo hắn, bảo phòng bếp làm một đĩa tô bánh, lại thêm một chén canh gà, hầm lâu một chút, vâng, Tống Tuân quay đầu dặn dò, nghĩ thầm lão thái thái kia hẳn là người rất quan trọng. Một lát sau cửa lại mở ra một cái khe, đi mua hai bộ váy áo, phải màu đỏ tươi, mang cả hai cây trăm về đây, Tống Tuân sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đáp, vâng, lại qua một lát. Tống lập ngôn mỉm cười mở cửa nói, đi phòng thu chi lấy chút vàng nén đến đây, loại no căng, bóng bẫy nhất ấy, Tống Tuân, hắn biết cái vị trong phòng là ai rồi. Tống lập ngôn ở trong phòng ngay người năm ngày. Sau năm ngày đó, lúc này huyện Phù Ngọc có một trận tuyết lớn, hoác lương đi tuần tra trên núi trở về hưng phấn sách theo hai sọc động vật hoang dã. Hắn lôi kéo Tống Tuân nói, đại nhân gần đây rốt cuộc đã chịu ăn, những thứ này là ta dẫn người đánh được, ngươi cân nhắc để người làm cho đại nhân bồi bổ. Tống Tuân đánh giá, lợn rừng, gà rừng, thỏ hoang, hồ ly, còn nào cũng có. Hắn xách một con gà rừng lên để người cầm đi hầm sau đó vỗ tay nói, thì khác đại nhân cũng không thích ăn, chỉ cần hầm cái này thôi, tốt xấu gì cũng nên nếm thử, nếu đại nhân không thích ăn thì chia cho bọn chúng ta cũng được. Hoác lương xách con hồ ly hơi thở thoi thóp lên nói, cái này chưa ai từng ăn đâu, con hồ ly tuyết trắng, trên người không có chút yêu khí nào, lớn lên cũng thật sự đáng yêu. Tống Tuân nhìn nó, trong đầu đột nhiên có một tiếng tinh vang lên, hắn hít hà một hơi duỗi tay muốn đón lấy nhưng bên cạnh có người còn nhanh hơn hắn, đôi tay giật lấy con hồ ly kia rồi lắc mình một cái đã vọt vào phòng. Hoắc Lương ngạc nhiên, thứ gì thế? Tống Tuân lau mặt, nhếch miệng cười nói, "Thứ tốt, đại nhân tìm hồi lâu không thấy, ai ngờ lại bị ngươi đánh được. Hoắc đại nhân công phu thật tốt, chờ qua năm ngươi nhất định có thể thuận lợi thăng quan." Hoắc Lương được khen ngợi thì căn bản chẳng hiểu gì sắc hắn vừa mới thất thần đã đá trúng sọc súc vật bên cạnh. Đám gà rừng, lợn rừng nháy mắt sổng ra, hí vang mà chạy khắp nơi, tống tuân muốn túng lấy nhưng hắn chỉ có hai tay nên cũng chỉ tóm được một con gà rừng, sau đó trơ mắt nhìn đám thỏ và lợn cùng mấy con khác phá vây chạy vào căn phòng đại nhân nhà hắn vừa mới đóng cửa. Nói đến cũng khéo, đúng lúc này thì trong phòng sáng chói bạch quang, ánh sáng xuyên qua cửa sổ và cửa lớn, chiếu sáng nửa huyện nha. Hoác lương và tống tuân sôi nổi nâng tay áo che mắt, giờ ánh sáng tắt hẳn tống tuân hét lớn một tiếng không xong rồi té ngã lộn nhào vào trong phòng sắc mặt tống lập ngôn cực kỳ khó coi ngồi bên giường đệm lão thái thái đã hôn mê năm ngày vẫn chưa tỉnh bên cạnh hắn là đám lợn rừng thỏ và hồ ly đang chạy tưng bừng trên người mỗi con đều mang theo sắc hồng ngươi đang làm cái gì tống lập ngôn ngước mắt giọng lạnh hơn cả tuyết ngoài cửa tống tuân rùng mình lắp bắp nói cái này thuộc hạ thuộc hạ không ngăn kịp động vật đều khát vọng thành yêu sống chết trước mắt lại có yêu khí sinh ra thì làm sao ngăn được tụi nó ù vào phòng chứ tống tuân muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt kia của chủ tử nhà mình thì hắn không nói nên lời chỉ có thể quỳ xuống dập đầu thân thể lão thái thái quá suy yếu nếu không có yêu hồn bám vào thì đã sớm chết nhưng cho dù có yêu hồn thì thân thể của bà ta cũng không nuôi nổi hồn phách của lâu tự ngọc thế nên đã nhiều ngày như thế mà người vẫn chưa tỉnh thật vất vả tống lập ngôn mới chờ được một con hồ ly đang định dùng cấm thuật đổi thân thể cho nàng dưỡng hồn, kết quả mới vừa thi pháp thì một con hồ ly đã biến thành một đám gia súc, hồng quang rơi xuống không biết đã rơi vào người con nào, lợn rừng tru lên, thỏ hoang nhảy nhót, gà trứng gáy khanh khách, Tống Lập Ngôn trầm mặt nhìn tụi nó sau đó chậm rãi đỡ trán, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên, Tống Tuân nơm nớp lo sợ hỏi, "Chủ tử, thế này thì làm sao bây giờ?" Tống Lập Ngôn tức quá hóa cười, "Ngươi còn dám hỏi ta?" Tống Tuân không dám hé răng vội đóng cửa lại để phòng ngừa đám thú vật này chạy mất tống lập ngôn quay đầu nhìn lão nhân gia đang nằm trên giường duỗi tay thăm mạch đập của bà ấy rồi khẽ nhíu mày đứng dậy kéo chăn trùng qua mặt bà ta rồi nói trước tiên đưa người tới nghĩa trang đặt một bộ quan tài tốt rồi cho người hậu táng vâng tống tuân vội lũi đi như trốn hắn thở ra một hơi thật to rồi dặn người làm với thần sắc phức tạp trên mặt tìm mấy cái lồng sắt tới bên trong lót sợi bông và gấm vóc lấy bốn năm cái vào cũng đừng hỏi để làm gì Tống lập ngôn chán ghét động vật thế nào chứ? Nhiều năm như vậy, ngoài một con tuyết hồ thì đám chó mèo khác chưa từng có thể đến gần hắn dù chỉ một trường. Một người thích sạch sẽ như hắn tuyệt đối sẽ không cho phép trong phòng mình xuất hiện mùi gia súc, nhưng hiện tại hắn nuôi bốn con vật, loại gì cũng có, mùi gì cũng có. Mỗi ngày hắn đều quan sát bốn cái lồng này, muốn phân biệt xem có con nào mang bóng dáng của lâu tự ngọc không, nhưng liên tiếp mấy ngày đám súc sinh kia nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn, chẳng còn nào chịu mở miệng nói chuyện. Tống lập ngôn lại bắt đầu sa sút tinh thần, hắn biết kết quả của cấm thuật chỉ có hai, một là thành công di hồn lên người con vật, như thế lâu tự ngọc có thể sống sót, hoặc là thất bại, lão thái thái một lần nữa biến thành thi thể, lâu tự ngọc cũng hồn phi phách tán. Hắn vô cùng chờ mong kết quả đầu tiên nhưng ngày trôi qua hắn lại càng lúc càng vô vọng, sát khí quanh người cũng ngóc đầu trỗi dậy, sắp đến ăn Tết, kinh đô liên tiếp đưa tới hơn 10 phong thư dục hắn hồi kinh. Tống lập ngôn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ cũng tiếng pháo nơi xa thì chỉ trầm giọng đáp, không trở về, La Vĩnh Sanh tận tình khuyên bảo nói, sao có thể không quay về chứ, ngươi không phải người bình thường, nếu cuối năm còn không có tin tức thì chúng ta phải nói gì với hầu phủ đây. Hơn nữa ở lại đây có cái gì tốt, chúng nó không chịu nổi mệt nhọc trên đường đi đâu, chúng nó. La Vĩnh Sanh quay đầu thấy đám lòng sắt ở bên cạnh thì không nhìn được giật giật khóe mắt, trách không được đứa nhỏ này gần đây tâm tình không tốt lòng sắt đã chết một con gà rừng mấy con còn lại cũng bệnh tật ủ rũ không có tinh thần tuy la vĩnh sanh không rõ hắn nuôi mấy thứ này làm gì nhưng thấy bộ dáng hắn đau lòng thì ông ta cũng khẽ cắn môi quay đầu đi ra ngoài nghĩ biện pháp thay hắn qua loa lấy lệ đại nhân tống tuân cúi đầu bẩm báo con gà rừng đã chết được chôn ở hậu viện dựa theo ngài phân phó đã lập bia tống lập ngôn nhìn núi cao liên miên không dứt ở nơi xa rồi đột nhiên mở miệng hỏi hắn tống tuân có phải nàng đang trả thù ta không sao đại nhân lại nghĩ như thế, tống tuân vội vàng an ủi hắn, lâu trưởng quầy là đau lòng ngài nhất, từ trước tới nay nàng ấy đều luyến tiếc ngài, không muốn để ngài thương tâm chút nào. Nói cách khác cấm thuật đã thất bại, nếu không làm sao có chuyện đến giờ nàng còn không chịu hé răng nói lời nào. Tống lập ngôn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn đứng trong chốc lát cảm thấy choáng váng đầu nên duỗi tay đóng cửa sổ lại, hắn xoay người muốn đi đến bên giường ngồi một lát, nhưng lúc đi qua đám lòng sắt hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào vội chạy về cúi đầu xem gà rừng đã chết nên cái lòng ngoài cùng bên trái trống không nhưng mà hiện tại cái lòng ở giữa cùng trống không con vật bên trong không thấy đâu nữa trong lòng tống lập ngôn căng thẳng hắn cất giọng khàn khàn nói con trong lòng này cũng chết rồi à để tránh đại nhân nhà hắn thương tâm nên nếu có con vật chết thì tống tuân sẽ trộm mang ra ngoài chôn rồi mới bẩm bảo lúc này đột nhiên bị hỏi nên tống tuân cuốn quít lắc đầu không gần nhất chỉ có gà rừng đã chết thôi tống lập ngôn sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn ánh mắt mờ mịt lại yếu ớt tống tuân cúi đầu nhìn lòng sắt kinh ngạc không thôi mới vừa rồi còn thấy con hồ ly kia mà trong đầu tống lập ngôn như có một đống bùn nhão hắn không biết mình đang ở nơi nào cũng không biết mình đang nghĩ cái gì trong lòng chỉ nhắc mãi hai chữ hồ ly mắt cũng không biết phải nhìn cái gì hồ ly vừa rồi còn ở đây thế nào lại chạy khỏi lòng sắt rồi hắn phải đi đâu tìm đây? Vạn nhất tìm được một khối thi thể thì làm sao bây giờ? Đinh linh, tiếng chuông thanh thúy đâm thủng tầng sương mù trong tai hắn, giống ánh nắng xuyên qua tuyết lớn chiếu sáng khắp thiên địa, con mắt tống lập ngôn co lại, sau đó hắn đột nhiên xoay người, bước đến nội thất phía sau lồng sắt, đuôi cáo tuyết trắng cẩn thận cục xuống, vòng eo nhỏ yếu đụng vào thành cửa khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Một chân nàng lúc này đã dẫm lên dàn hoa bên cửa sổ nhưng một chân khác lại có chút cứng đờ, nửa ngày cũng không đuổi kịp động tác của chân kia, thoạt nhìn nàng có chút tức giận, nhắm hai mắt, duỗi tay xuống vớt chân mình lên. Hai cánh tay tuyết trắng cứ thế vương xuống dưới, nàng không mặc xiêm y, trên cổ tay cũng không có trang sức nhưng không hiểu sao tiếng chuông bạc cứ như có như không vang lên theo động tác của nàng, đinh linh, người bên lầu tự nguyệt, cổ tay tựa sương tuyết, tống lập ngôn quên cả thở, chỉ lặng người nhìn bóng dáng nàng, cẩn thận vương tay ra rồi lại thu vào, sợ rằng đây là ảo ảnh do mình hóa túng phù thuộc mà thành, một khi chạm vào là vỡ. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra hắn vì thế vội quay đầu lại, trong đôi mắt phượng trong suốt tràn đầy kinh hách, cái đuôi nàng dựng một cái vội vàng muốn nhảy khỏi cửa sổ, nhưng tống lập ngôn làm sao để cho nàng trốn được, hắn vội tiến lên ông lấy eo nàng lôi về. Hắn nắm lấy hai tay nàng, ông lấy vai, siết chặt cả người nàng vào trong lòng mình, đại nhân, tống tuân không biết đã xảy ra cái gì, muốn đi vào xem nhưng mới vừa đi tới chỗ vách ngăn thì một đạo kết giới đã dán xuống, chặn phòng trong đến kín mít, tống tuân, da thịt tuyết trắng lấp ló trong sắc áo gấm màu tro, giống một bức họa kiều diễm. Tống lập ngôn khẽ nhúc nhích hầu kết, giọng nói khàn khàn tố cáo, nàng trêu đùa ta, rõ ràng nàng đã sống lại, rõ ràng đã có thể hóa hình nhưng sao không nói cho hắn mà còn muốn chạy. Không phải nàng nói thích hắn nhất, tuyệt đối không muốn rời xa hắn sao, lời từ miệng nàng rốt cuộc có cái nào là thật đây thoáng tách ra chút, hắn duỗi tay nhéo cầm nàng, nhíu mày hỏi, muốn chạy đi nơi nào, lâu tự ngọc ngay ra mà nhìn hắn, ánh mắt vô tội cực kỳ. Nàng muốn giải dụa, nhưng tự hồ trong lòng hắn ấm áp hơn chỗ khác nên nàng cũng để mặt hắn ông mình, chờ thân thể ấm hơn nàng mới do dự, rồi vẫn không nhìn được hỏi một câu, ngươi là ai, tống lập ngôn cho rằng mình nghe lầm, trên mặt có chút hoảng hốt hỏi, cái gì, lâu tự ngọc nhấp nhấp môi. tràn nập tò mò mà lặp lại một lần, ngươi là ai? giọng nàng sạch sẽ, giống như tuyết rơi bên ngoài, một chút tạp chất cũng không có, không bén nhọn cũng không nhút nhát, tự như người xa lạ gặp thoáng qua ngẫu nhiên hỏi tên họ, nhưng Tống Lập Ngôn lại cảm giác như mình bị ai đắm một búa, buồn bực đau đớn đến hừ cũng hừ không ra, ngón tay cuộn lại, phí công nắm lấy ống tay áo của chính mình, nắm chặt thành quyền, không quen biết ta sao, giọng nói của hắn khô khốc đến lợi hại, một chữ cuối cùng thậm chí không phát ra được. Người trong ngực nghiêng đầu đánh giá hắn, sau một lúc lâu trong mắt nàng xẹt qua một tia tán thưởng người lớn lên đẹp tống lập ngôn không nhịn được bật cười nhưng hai mắt lại đỏ lên cánh tay lại siết chặt nàng hơn mày vốn nhíu chặt cũng thả lỏng hơn nàng không nhớ rõ hắn nhưng lại vẫn khen hắn đẹp chỉ tiếc lời khen này thật sự nông cạn xa không bằng lời khen sinh động của nàng lúc trước lúc trước nàng nói thế nào nhỉ đại nhân thật tốt thanh minh tuấn lãng tuyệt thế vô song lúc nói lời này trong mắt nàng còn có nước mắt một thân đầy máu tươi con ngươi phản chiếu bóng dáng hắn, chuyên chú lại thâm tình. Tống lập ngôn nhớ lại tình hình lúc ấy thì sắc mặt lại trắng hai phần, tay chân bất giác càng siết chặt hơn khiến nàng dẫy dù không thôi, ngươi. Ngươi buông ra, ngọc chết ta rồi, nếu nàng không chạy thì ta sẽ buông ra, lâu tự ngọc không dám tin tưởng mà, ha, một tiếng, đẩy vai hắn nói, ta phải về nhà, nơi này chính là nhà của nàng, ngươi nói bậy gì đó, tống lập ngôn liếm liếm môi ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng mê hoặc nói, có đói bụng không? có muốn ăn canh gà không? Còn có gạo nếp thiêu tịch cùng với tô bánh, tô bánh là vừa ra nồi, da mỏng nhân nhiều, ngọt ngào cực kỳ, hai mặt đều dính hạt mè, cắn một cái là miệng đầy hương, lâu tự ngọc ngừng dãy dụa, tống lập ngôn nhấp môi, trong mắt cuối cùng cũng có chút ý cười, còn có canh gà, từ sớm ta đã cho người hầm, trước mắt vừa lúc ăn được, canh tươi thịt nộn, hộ gia đình bán gạo nếp thiêu tịch kia may mắn thoát nạn, bây giờ bọn họ đã mở quán lại, nếu muốn ăn thì ta sẽ để Tống Tuân đi mua. Lâu tự ngọc ngầm miệng cân nhắc một hồi mới từ bỏ dãy dụ nói, ta muốn ăn canh gà, được rốt cuộc hắn cũng buông nàng ra, lấy hồn âm dặn dò Tống Tuân, sau đó hắn đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy váy áo đã sớm chuẩn bị cho nàng. Mới vừa rồi tình thế cấp bách nên hắn không để ý, trước mắt bình tĩnh lại rồi Tống Lập Ngôn mới ý thức được người này không mặc gì cả. Lúc ôm nàng thì không dễ dàng buông ra, nhưng một khi đã buông lỏng ra thì hắn cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn thẳng nàng chỉ cầm sim y đưa cho nàng rồi xoay người đi chỗ khác buồn bực nói, chờ ăn xong ta tiền đại phu khám cho nàng, khám cái gì? Ta êm đẹp mà, lâu tự ngọc đánh giá sim y trước mặt hồi lâu, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi lung tung rối loạn trồng lên người, tống lập ngôn đưa lưng về phía nàng nên không nhìn thấy, chỉ nói, đến ta nàng cũng không nhớ rõ thì nhất định là bị thương ở đâu, hử, lâu tự ngọc nhướng mày, mặt loạn lên rồi bổ nhào vào trên lưng hắn, theo bản năng liếm liếm móng vuốt sau đó hỏi, ngươi và ta là quan hệ gì, sao ta phải nhớ rõ ngươi? Hắn rất muốn nói là hai người có quan hệ cực kỳ thân cận nhưng trong đầu lại hiện lên đủ chuyện trong nửa năm qua vì thế tống lập ngôn nghẹn họng khó có thể mở miệng, hắn từng làm nàng bị thương, còn hoài nghi, động sát tâm với nàng. Chỉ có chút thân cận sau đó mà dám nói hai người sâu nặng thì quá vô sĩ, hắn thiếu nàng thật nhiều thứ còn chưa trả, chỉ tính lãi không thôi thì đời này hắn cũng không trả hết được, nghĩ tới đây hắn do dự đáp, người thiếu nợ và chủ nợ lâu tự ngọc nghe thấy thế thì hứng thú theo bản năng sờ trên người tìm bàn tính nhưng chẳng thấy đâu nàng lặng người nhìn tay mình sau đó lắc đầu hỏi người thiếu ta tiền hả nhân tình ai ta còn tưởng người thiếu ta tiền nên mới khẩn trương như thế nhân tình thì quan trọng gì tìm cơ hội trả lại ta là được không cần phải nghiêm túc như thế đâu nàng xua xua tay cười nói sắc mặt tống lập ngôn đen lại nhắm mắt giận dữ nói bạc cũng thiếu không ít nếu nàng đi rồi thì ta sẽ quyệt. Lâu tự ngọc hơn nghẹn lại, thần sắc tức khắc nghiêm túc hẳn lên. Nàng bắt lấy ống tay áo hắn, trầm giọng uy hiếp, thiếu nợ thì trả, đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đừng nghĩ thừa dịp ta không nhớ rõ mà chơi xấu nhé, hắn hừ nhẹ một tiếng, cả người bị nàng kéo nghiêng đi, thuận thế quay đầu qua xem thì thấy nàng mặc áo khoác ở trong cùng, yếm không mặc, áo ngoài thì buộc tận nách, đai lưng rối một cục, nhìn không khác gì đồ điên. Ngươi, hắn bực quá hóa cười, duỗi tay cởi dây lưng cho nàng bất đắc dĩ hỏi xiêm y cũng không nhớ phải mặc thế nào sao lâu tự ngọc biểu môi nhìn hắn cởi áo cho mình thì không kiên nhẫn mà xua tay yêu quái nhà ai còn phải mặc quần áo chứ cứ như vậy là được dứt lời nàng lập tức muốn xuống giường nhưng chân còn chưa chạm đất thì lâu tự ngọc đã cảm thấy trên eo căng thẳng tiếp theo cả người đều bị ông trở về sau cổ ấm áp bên tai có người cắn răng phun ra từng chữ đừng hồ nháo quai hàm của nàng đột nhiên chua xót Lâu tự ngọc duỗi tay xoa xoa rồi quay đầu liếc hắn một cái, khóe miệng méo méo, rất không cao hứng. Người này cũng quá hung dữ, đẹp thì đẹp nhưng nói chuyện luôn cau mày, quá mức dọa người. Nhưng nàng còn chưa oán giận ra miệng thì người trước mặt này không hiểu sao đã nhu hòa lại, nhấp môi thở dài cầm từng món sim y mặc vào cho nàng. Đầu tiên là yếm, hắn đánh giá một lúc mới hít mắt mặt vào cho nàng, móng tay vô tình xẹt qua sóng lưng khiến nàng rùng mình, đừng nhúc nhích một người thoạt nhìn lạnh băng nhưng cũng không bảo thủ, mặc xong yếm cho nàng hắn lại mặc áo trong. Hắn tinh tế cài vạt áo, ánh mắt có vẻ rất nghiêm túc, lâu tự ngọc tò mò mà nhìn hắn, ánh mắt lướt qua mặt mày bình tĩnh của hắn đến bên tai. Ý, tai hắn đỏ bừng, khác hẳn khuôn mặt trắng nõn, nàng chớp chớp mắt, không nhìn được đột nhiên vương tay sờ vành tai hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, mềm mại, có chút nóng, tống lập ngôn đang mặc quần áo cho nàng thì bỗng ngừng lại, cả người cưng đờ, mãi một hồi sau không có động tác gì, ngươi cũng không biết phải mặc thế nào sao, lâu tự ngọc thu hồi tay, cúi đầu nhìn nhìn áo ngoài mới mặc được một nửa trên người mình, sau đó tự mình duỗi tay gom vạt áo lại sau đó muốn đứng dậy. Đại nhân, Tống Tuân ở bên ngoài kết giới gọi, canh gà đã tới, Tống lập ngôn nhẹ hít một hơi, duỗi tay kéo người về trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đừng nhúc nhích, lâu tự ngọc không thoải mái mà vặn vẹo người, há mồm muốn kháng nghị nhưng lại bị hắn hung ác trừng mắt nên đành không tình nguyện mà câm miệng kết giới biến mất tổng tuân bưng canh tiến vào đầu cũng không dám nâng mà thả khay lên bàn rồi lui xuống vừa lui vừa nói là sư thúc đã mang hoa diêu tiền bối hồi kinh nói là có việc cần thiết phải làm bây giờ đã là cuối năm huyện thừa cầm thiệp tới hỏi ngài có muốn qua phủ ăn tết không mọi người cũng tốt bụng biết đại nhân tha hương đất khách nên cũng muốn mời hắn tới cho náo nhiệt nhưng tống lập ngôn nghe xong lại không chút suy nghĩ đã đáp không đi tống tuân ngừng ở cửa do dự hỏi vậy ngài ăn tết ở đâu ở chỗ này nơi này có cái gì tốt tống tuân không rõ tuy nói là huyện nha nhưng so với hầu phủ thì nơi này đơn sơ hơn nhiều hoàn toàn không có người thân bạn bè thì ăn tết với ai hắn cảm thấy ngữ khí của đại nhân hiện lành tâm tình hẳn là tốt nên tống tuân rốt cuộc cũng có lá gan ngẩng đầu hỏi có cần thuộc hạ mua cái gì không nói còn chưa dứt lời hắn đã thấy đại nhân đang ôm một người những lời còn lại nghẹn hết trong họng lâu 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 tự ngọc tò mò mà nhìn hắn tống lập ngôn lại giống như không có việc gì lấy tay vén tóc nàng lại búi thành búi lỏng bên má có hai lọn tóc rủ xuống khiến ánh mắt nàng càng thêm thiên chân quyến rũ tống lập ngôn vừa lòng gật đầu rồi nói với tống tuân mua chút gạo nếp thiêu tịch cũng trang hoàng lại mấy cái đèn lồng mau thêm pháo trong phòng bếp thiếu nguyên liệu nấu ăn và gia vị gì thì cũng thêm vào, dừng một chút hắn nhìn về phía lâu tự ngọc, cân nhắc rồi bồi thêm một câu, đường phèn đủ rồi, không cần thêm nữa, thời tiết của huyện Phù Ngọc thay đổi nhanh như sắc mặt vị đại nhân nào đó. Một ngày trước trời còn trong nhưng sáng sớm hôm sau đã có tuyết lớn, từng nhà bắt đầu hung thịt khô và lạp xưởng. Mùi thịt sông khói lan tỏa ra khắp thành trấn khiến một tia sát khí cuối cùng cũng bị hòa tan. Lâu tự ngọc mặc một bộ quần áo mới, đường viền lông hồ ly lộ ra ngoài sắc áo đỏ thẫm làm nổi bật tay áo bằng gấm tuyết trắng cả người nàng nghịch ngợm lại linh động nhưng thoạt nhìn nàng có vẻ không vui lắm mặt nàng trầm xuống nhìn chằm chằm người trước mặt răng nanh thường thường nghe ra tư thế giống như sắp tấn công hắn tống lập ngôn lại vẫn khí định thần nhàn bưng trà hỏi nàng cơm trưa ăn no rồi chứ ăn no ta muốn đi ra ngoài xem quần áo mới thích chứ thích ta muốn đi ra ngoài xem thân thể dùng linh hoạt rồi chứ linh hoạt rồi cho nên ta có thể đi ra ngoài xem sao lâu tự ngọc sắp tức chết rồi nàng ngốc trong phòng nhiều ngày như thế nhưng tên này vẫn không cho nàng ra cửa hỏi hắn lai lịch của nàng thì hắn chỉ nói nàng là hồ ly hắn nuôi thành tinh nàng muốn lên phố nhìn thì phải đấu pháp với hắn nếu không thắng thì không thể đi có hồ ly nhà ai mới vừa thành tinh đã thắng được cái kẻ pháp lực cao cường người đầy tiên khí này chứ nhưng quá phận nhất là người này mỗi ngày đều cho nàng ăn rõ ngon cái gì mà cũ từ canh gà bắp canh gà đường quy canh gà, cả người nàng càng lúc càng chắc nịch hơn, bụng cũng theo đó phình ra. Nàng tức giận không muốn ăn nhưng cái mồm không biết cố gắng của nàng vừa ngửi mùi đã không nhìn được há ra, nghĩ tới đây nàng lập tức đối mặt với hắn, thu người về sau rồi, soát một tiếng xông lên muốn cắn người, tống lập ngôn căn bản không tránh mà chỉ nhìn nàng cười nói, tuyết lớn như thế này, hồ bích ba hẳn là phải đẹp lắm. Cái người nào đó đang hùng hổ xong đến nghe thấy thế thì lập tức xoay người trong không trung, thu móng vuốt lại, răng nanh cũng thu hết, cả người nhẹ nhàng rơi xuống bên người hắn. Nàng hết sức nịnh nọt mà dùng chấp mũi cọ cọ má hắn nói, người muốn mang ta đi sao, người này sao biến sắc mặt nhanh thế chứ? Không khác gì thời tiết ngoài trời, Tống Lập Ngôn muốn ông nàng nhưng con hồ ly này lại lũi rõ nhanh. Lúc này đã nắm chặt xong cửa sổ vừa rung vừa lắc vừa tức giận nói, hôm nay ngươi đừng hồng lừa gạt ta, không mang theo ta đi ta sẽ trốn, hắn bất đắc dĩ mà xoa mày, thầm nghĩ lúc này đúng là phong thủy đổi ngược, hiện tại hắn ở trong lòng nàng xem ra còn kém một cái hộ nước, đi thôi, lâu tự ngọc hoang hô một tiếng sau đó lao như bay ra ngoài cửa, chớp mắt đã không thấy tâm hơi đâu. Hắn đi theo phía sau vài bước rồi dừng lại, không vui nheo mắt đến, một, hai, ba, soát một cái lâu tự ngọc đã vẽ mặt đau khổ chạy về trước mặt hắn, kéo kéo ống tay áo hắn nghiến răng nghiến lợi mà chỉ chỉ kết giới bên ngoài, nàng không ra được. Tống lập ngôn vừa lòng giảng mày, sau đó thấm thí nói, ngươi là yêu quái không người thân thích, không thể cách ta quá xa, nếu không sẽ chẳng thể làm gì, có hiểu không? Lâu tự ngọc hồ nghi mà nhìn hắn, cảm thấy người này đang nói dối. Chỉ cần hắn bỏ kết giới đi thì có gì nàng không làm được chứ, nhưng nàng vừa nghĩ tới đây thì tống lập ngôn đã quay người muốn trở về, ai ai ai, nàng vội vàng giữ chặt tay hắn, lấy lòng mà cười nói, ta đi theo ngươi, ở bên cạnh ngươi thoải mái nhất, hư nhẹ một tiếng, hắn vừa lòng tiếp tục ra cửa. Hồ Ly đi theo phía sau hắn, cắn răng lẩm bẩm nghe không ra cái gì nhưng khẳng định là đang mắng hắn, cũng không biết vì cái gì mà dù nghe nàng mắng nhưng Tống Lập Ngôn cũng cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, khóe miệng cũng cong lên. Thời tiết này khiến mặt Hồ kết băng hơn phân nữa, Tống Tuân cũng muốn khuyên bọn họ để ngày khác lại đi, nhưng nhìn thấy tư thế của chủ tử nhà mình thì hắn nghĩ thôi đi, đừng nói là kết băng, cho dù khô cạn thì đại nhân nhà hắn cũng có biện pháp để hồ nước lại đầy, không cần người khác phải lo nhưng tống tuân nghĩ nghĩ rồi vẫn bẩm một câu hôm nay có không ít người tặng bái thiếp tới mọi người đều biết tống lập ngôn cô đơn một mình lại mới vừa mất người thương yêu phải ở nơi huyện phù ngọc này ăn tết một mình nên kẻ cả kẻ có ân và có oán đều gửi bái thiếp tới người có ân thì muốn quan tâm hắn người có oán thì muốn xem kịch tống lập ngôn nghe vậy thì cười lạnh đáp không rảnh chuyện duy nhất hắn muốn làm hiện tại chính là nhanh chóng muốn để lâu tự ngọc nhớ tới quá khứ cho dù nàng không nghĩ ra cũng không sao chỉ cần nàng lại thích hắn thì hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà hiển nhiên hiện tại lâu tự ngọc không nhớ được gì, cũng không có ý coi trọng hắn, thậm chí chỉ cần không vui nàng sẽ nghe răng ra dọa hắn, hắn nhìn thấy cũng hết sức đau răng. Sau khi ngồi trên xe ngựa, hắn thật sự nhìn không được tò mò hỏi, không phải nàng cảm thấy ta lớn lên đẹp sao? À, lâu tự ngọc thu cái đầu đang thò ra ngoài cửa về, mề màng đánh giá hắn rồi hỏi, thì khá xinh đẹp, nhưng mà làm sao? Nếu đẹp thì vì sao nàng không? không thích ta, lâu tượng ngọc bày ra vẻ mặt ngươi bị sốt hỏng đầu hả? sau đó nàng ghét bỏ nói người đẹp trong thiên hạ nhiều như thế, nếu ta đều thích thì chẳng phải ta lo không hết việc sao? tống lập ngôn, hắn bắt đầu nỗ lực hồi tưởng ưu điểm của mình, ai ai chính là chỗ đó phải không? dừng xe dừng xe, xa xa nhìn thấy hồ bích ba lâu tượng ngọc hưng phấn mà nhảy dựng lên, sốc màn xe túng lấy vạt áo phía sau của tống tuân giật mạnh, tống tuân bị nàng giật áo suýt thì tắt thở hắn vội vàng dừng xe lại, bất đắc dĩ nói, chỗ này còn cách khá xa, đi thêm mấy chục trượng nữa ngày xuống xe cũng kịp mà, lâu tự ngọc đâu thèm quản hắn nhiều như vậy, nàng nhảy xuống xe rồi chạy đi điên tới bên hồ, ở băng thiên tuyết địa, áo choàng màu đỏ của nàng hết sức chói mắt, giống một con thỏ màu đỏ nhanh như chớp đã lăn ra xa. Nàng chạy trốn quá vui vẻ nên không để ý mà dẫm phải một hố tuyết, cả người lọt thỏm vào trong đó chỉ thừa lại hai cái tai hồ ly vừa mọc đang rung lên vì lạnh. Tống lập ngôn trận trắng mắt sách nàng ra, chọc trước tuyết trên mũi nàng rồi mắng, sao phải chạy vội thế hả, ta thích hồ, mặt nàng đều đông lạnh đến đỏ lên, đôi mắt lại lấp lánh tỏa sáng nói, hồ này đẹp, ta cũng đẹp, sao không thấy nàng thích ta, hắn thở dài, bế nàng lên đi vững vàng trên nền tuyết dày. Lâu tự ngọc muốn dãy dậu nhưng lại phát hiện hắn không dẫm phải hố tuyết, nàng được hắn ông sẽ an toàn hơn nên đã từ bỏ chống cự, vừa xoa tay vừa phàn nàng, hồ này thật quá xinh đẹp là màu lục lam. À, bên cạnh còn có thuyền, nhưng không có người chèo thuyền. Ta có thể qua đêm trên thuyền kia không? Không thể, tống lập ngôn vô tình mà đánh gãy sức tưởng tượng của nàng sau đó ông nàng lên thuyền hoa, mắt lé đảo qua một cái là con thuyền đã tự chạy ra giữa hồ. Lúc trước hắn đã cùng nàng tới nơi này, đáng tiếc lúc ấy hắn là bị nàng nửa uy hiếp, nửa cầu xin mà tới nên không thấy nơi này có gì đẹp. Lúc ấy hắn chỉ suy nghĩ làm thế nào để tính kế nàng, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn cảnh núi sông cũng thấy bình thường, không thấy có bao nhiêu đẹp đẽ. Nhưng lúc này cùng nàng ngồi trên thuyền hoa tống lập ngôn lại ngoài ý muốn cảm thấy hai ngọn núi và mặt nước nơi này hòa vào nhau là cảnh sắc cực kỳ đáng xem. So với hồ nước được tỉ mỉ sửa sang chế tạo ra ở Kinh Đô thì sinh động hơn nhiều. Nhưng khi mới mẻ qua đi, chỉ một lát sau lâu tự ngọc đã bắt đầu ngáp, hít hít cái mũi nói, lạnh quá, vẫn nên trở về thôi. Không phải nàng muốn tới xem, xem qua rồi, không có gì đẹp, ta muốn trở về uống canh gà, tống lập ngôn tức quá hóa cười, nàng đúng là sớm ba chiều bốn, thay lòng đổi dạ quá nhanh. Lâu tự ngọc cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi hắn, yêu quái không thể thay lòng đổi dạ sao? Có thể, đừng nói thay lòng đổi dạ, yêu quái ăn thịt người cũng không kỳ quái. Tống lập ngôn cắn răng khanh khách, để thuyền hoa cập bờ. Lâu tự ngọc nhảy một cái lên lại muốn chạy nhưng người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt lập tức giữ chặt nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng bao trong tay mình sau đó giáo huấn nàng, đi đường có khung có dạng giống người xem nào. Lâu tự ngọc muốn nói mình không phải người nhưng tên kia giống như con dung trong bụng nàng, lúc này lập tức đoạt lời nói, là hình người thì phải giống người, dừng một chút, hắn lại bổ sung, ở trước mặt ta không được hiện nguyên hình, yêu cầu thật nhiều quá đó. Lâu tự ngọc méo máu bị hắn dắt đi như đứa nhỏ, khóe mắt thoáng nhìn lại phát hiện nơi xa có một đoàn người đi tới, tống lập ngôn cũng thoáng nhìn, giữa mày nhíu lại, lập tức bế nàng đi nhanh về phía xe ngựa, ai, tống đại nhân, tống đại nhân, hầu mãn đường hóa ra nguyên hình chạy nhanh tới, đến trước mặt hai người ông ta mới hóa ra hình người, chắp tay nói, khéo quá, chúng ta đang định tới phủ của ngài bái kiến, không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Tống lập ngôn không chút nghĩ ngợi đã dán một lá dấu thiên phù lên trán lâu tự ngọc. Hầu mãn đường sửng sốt, xoa xoa đôi mắt, có phải ta già rồi hồ đồ không? Thế nào mà vừa rồi ta lại thấy bên cạnh ngài có người nhỉ, ngay có tuyết mà hồ ly chạy loạn thì dễ bị lạnh đến mù mắt lắm. Tống lập ngôn mặt không biểu tình nói, ta khuyên trưởng lão trở về ngủ đông đi, bằng không giải trị kiếm này của ta sẽ không có mắt đâu. Nhìn ngài nói này, nửa tháng trước không phải tự ngài ra quy củ nói chỉ cần yêu quái không làm hại phạm nhân thì ngài sẽ mở một mắt nhắm một mắt sao. Hầu mãn đường nói thầm, tới bây giờ ta cũng chưa bắt nạt người phạm nào, bây giờ tiền ngài chỉ để cảm tạ ân tình ngài thả chúng ta vào thành lúc trước, cũng đưa riêng cho ngài ít rượu để ăn Tết. Rượu hồ phủ ủ hương vị tốt cực kỳ nhớ tới đống rượu trộn nước lạ ở khách điếm lúc trước, tổng lập ngôn hiếp mắt, phương pháp ủ rượu của nàng cũng là do hồ phủ dạy hả, tất nhiên, đứa nhỏ nào trong hồ phủ chả biết ủ rượu. Mời về đi, tổng lập ngôn không lưu tình chút nào mà xua tay, xách theo một đoàn không khí mà hầu mãn đường không nhìn thấy lên xe, từ từ, lâu tự ngọc lúc này lại tự duỗi tay bóc dấu thiên phù đi, hưng phấn hỏi, nguyên hình của ông ta giống ta đều là hồ ly, có phải người cùng tộc của ta không, tổng lập ngôn lẽ ra hắn phải bó cả triền yêu thằng mới phải. Hầu mãn đường bị người hiện ra từ trống rỗng này dọa cho sợ mất mật, người ngã nhào xuống lăn lông lốc rồi mới túng lấy cái mũ nỉ trên đầu, bò dậy nhìn. Vừa nhìn thấy người trước mặt ông ta đã choáng váng, Tống Lập Ngôn nhanh chóng quyết định nhét người vào thùng xe, sau đó lấy roi trong tay Tống Tuân vụt vào mông ngựa. Con ngựa hí vang rồi nhanh chóng vọt đi, ai? Mau đứng lại, hầu mãn đường từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hóa ra nguyên hình điên cuồng đuổi theo, Ngọc Nhi. Ta không nhìn lầm, là Ngọc Nhi nha đầu mà. Mau dừng lại cho ta, tống lập ngôn mặt kệ ông ta, ý vào mình tu vi cao mà trực tiếp dán một lá ngàn dặm phù lên xe ngựa. Một nén nhang lúc sau, tống lập ngôn mang theo lâu tự ngọc ngâm mình ở suối nước nóng hoang vu cách đó ngàn dặm. Trên đầu lâu tự ngọc trùm một cái khăn tắm xếp ngay ngắn, cả mặt đều là hồ nghi mà liếc người bên cạnh, người giấu giếm ta cái gì hả, không có vừa rồi lão nhân kia quen ta mà tuyết quá lớn ông ta bị lóa mắt đó vậy ngươi chạy cái gì mặt thối hoác quay đi tống lập ngôn nhìn suối nước nóng dâng lên sương mù không lên tiếng nữa lâu tự ngọc nghĩ nghĩ nể tình hắn mang mình đi du hồ nên an ủi hắn ngươi đối với ta không tội thật sự giấu giếm ta cái gì thì ta cũng không trách ngươi chỉ cần ngươi nói ra ta sẽ bỏ qua chuyện cũ hắn hừ lạnh ai nha chuyện bao lớn đâu ngươi cũng không thể giấu ta cả đời đúng không hơn nữa ta nghe người trong huyện nha thường xuyên khen ngươi quang minh lỗi lạc, ngươi cũng không thể vì ta mà làm hỏng tác phong của mình được, nàng cười nhéo nhéo vai hắn. Sương mù mờ mịt, Tống Lập Ngôn nhìn nàng cười đến hết sức xinh đẹp thì thần sắc hơn hòa hoãn. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi, nếu có người nói quen nàng, muốn mang nàng đi mà ta không muốn vậy nàng sẽ đi hay ở, hỏi cái gì vô nghĩa vậy? Ta khẳng định là sẽ ở lại chứ, lâu tự ngọc cực kỳ chắc chắn nói, ai sẽ cùng người quen đi chứ? người quen ta nhiều như thế ta phải đi theo ai chẳng nhẽ tự cắt mình ra chia cho họ sao tâm tình tống lập ngôn tốt hơn chút hắn nhẹ nhàng thở ra mới vừa rồi lão nhân kia đích xác có quen biết nàng mặt nước xôn xao mà nổ tung lâu tự ngọc mặt mỗi áo trong đứng lên kích động nói vậy còn đợi gì nữa mau đưa ta về để ta hỏi ông ta xem ông ta từ đâu tới ông ta vừa nhắc tới hồ phủ có phải hang ổ của ta không ta có thể trở về nhìn không sắc mặt hắn tối sầm so với vừa rồi còn âm trầm hơn. Tống lập ngôn cắn chặt trăng, túng lấy cổ tay nàng rồi đốt một lá ngàn dặm phù. Nửa nén hương sau, lâu tự ngọc vẫn mặc áo trong, phiền muộn mà nhìn hỏa diệm sơn phía trước, có phải ngươi đi lạc không? Tống lập ngôn mỉm cười, sang sóc nói, ta thấy nàng lạnh tới độ bắt đầu mê sản nên đưa nàng tới đây cho ấm áp, đợi thêm chút đi. Tin tường biết được sự thật mình là thịt cá, người là giao thớt rồi thì nàng đột nhiên ngoan ngoãn ông cánh tay hắn lắc tới lắc lui làm nũng. Không xem lão nhân, cũng không xem hang ổ, ta muốn uống canh gà ngươi nấu, ngươi nấu canh gà là ngon nhất, cả đời ta chưa từng uống canh gà nào ngon như thế, lại tưởng lừa ta hả?" Hắn mắt lạnh liếc nàng. "Ta lừa ngươi khi nào?" Nàng kinh ngạc, "Từ khi rơi vào trong tay ngươi ta chưa từng đấu thắng ngươi." Tống Lập Ngôn nghẹn họng, đột nhiên ý thức được người này không nhớ rõ chuyện âm hiểm xảo trá nàng đã làm lúc trước vì thế hắn thở dài một hơi, mở hai tay ra. Lâu tự Ngọc hết sức thành thật mà đi lên ông hắn lúc này hắn lại đốt một lá ngàn dặm phù trong chớp mắt nàng hít một hơi rồi nói trên người của ngươi thơm quá trước mắt quan cảnh chuyển động tinh thần của tống lập ngôn cũng có chút hoảng hốt một câu này đổi lại trước kia hắn sẽ mắng nàng tùy tiện nhưng hiện tại nghe vào tai lại ngăn không được khiến hắn rung động ngực đều mềm thành một đoàn muốn nấu canh gà cho nàng muốn hái ngôi sao hái mặt trăng cho nàng sau khi hắn đắc đạo thì không cần ăn cơm nữa vị giác cũng vì thế dần dần không còn nhưng chỉ cần có nàng ở bên thì hắn cảm thấy cả thế gian đều thơm ngọt chẳng sợ có đôi khi nàng sẽ khiến hắn giận đến muốn mệnh nhưng hắn đều quý trọng thời gian có thể ở bên nàng trong lòng hắn còn đang cảm động thì cảnh vật bốn phía đã rõ ràng hai người đã về huyện nha trước cửa bình thường chẳng có ai nhưng hiện tại lại đông nghẹt vừa rơi xuống đất tống lập ngôn đã bị tiếng kêu truyền đến sợ tới nỗi phải nhắm mắt lại chưởng quay lý tiểu nhị tiểu xuân đầu bếp tiền tần tiểu đao lâm lê hoa còn có hồ tộc cùng và xa tộc, đám người và yêu không biết xấu hổ này đồng loạt quỷ khóc sói gào mà xông đến chỗ người trong lòng hắn khóc lóc, ngài đã trở lại rồi ô ô ô, trưởng quay, khách điếm của chúng ta không có ngài thì không khai trương được, độ đều đã chuẩn bị tốt, chờ ngài đến treo câu đối là mở cửa, nhà đầu chết tiệt kia, trở lại mà cũng không biết nói một tiếng, ngô trưởng lão đừng tức giận, người có thể trở đã không tồi rồi, đúng vậy, mua mở tiệc rượu ăn mừng, làm ở khách điếm trưởng đăng đi, đúng đúng đúng, Chưởng quầy tới mở tiệc thôi. Một đám mồm năm miệng mười, tống lập ngôn nghe được thì hết sức cáu tiếc, vung ta lên một cái đã thấy giải trị kiếm sát khí mười phần cắm vào gạch xanh trước cửa. Bốn phía an tĩnh, tiếp theo tần tiểu đao lại giống như không có việc gì mà sửa miệng nói, vẫn để tống đại nhân quyết định đi. Đúng vậy, chưởng quầy có thể trở về, tống đại nhân khẳng định ra không ít lực, tống đại nhân nhìn gầy đi không ít, ngày khác tiểu nhân sẽ mang chút món ăn thôn quê tới cho ngài bồi bổ nhé. Một đám yêu quái gió chiều nào theo chiều ấy còn nhanh hơn cả người khiến mỹ nhân xà trận mắt khá hốc mồm. Nàng ta quay đầu hỏi ngô tới tửu, bọn họ a à du nịnh hót làm cái gì? Muốn đua đòi nịnh hót để được làm quan hả? Ngô tới tửu hừ nhẹ, không tình nguyện nói, ngươi nhìn khí trên người hắn xem. Trong nháy mắt tống lập ngôn ném kiếm ra thì thanh khí trên người hắn cũng tỏa ra theo. Nó giống như nước sông ào ạt, tiên khí bủa vây bốn phía, người như vậy thì có con yêu quái nào dám chọc chứ? cũng may có lâu tự ngọc ở chỗ này, bằng không bày yêu quái bọn họ lúc này chưa chắc đã còn mạng mà về. Mỹ nhân xà cực kỳ khinh thường nói, cũng quá bắt nạt kẻ yếu, không có khí khái, tống lập ngôn nhìn nàng ta, trong mắt có gió tuyết không biết từ đâu thổi tới khiến người ta trùng mình. Mỹ nhân xà nghĩ nghĩ rồi vỗ vỗ tay nói, nói thật, đã lâu không gặp, tống đại nhân cùng họ lâu kia đúng là càng ngày càng xứng đôi, ngô tới tửu, bốn phía quá mức ầm ỉ, tống lập ngôn cực kỳ không vui, bàn tay đặt bên hồng lâu tự ngọc vẫn luôn cố ý vô tình mà dùng sức kéo về phía cửa lớn, muốn đưa nàng về trong phủ. Nhưng lâu tự ngọc không theo hắn, thậm chí cảm thấy hắn ông quá chặt khiến nàng nhíu mày dãy dùa, buông ra, không, ngươi có thể nhốt ta nhất thời nhưng chẳng nhẽ còn muốn nhốt ta cả đời chắc, lâu tự ngọc nhướng mày, sắc mặt tống lập ngôn âm trầm, tự hồ đang nghiêm túc suy tính khả năng này, lâu tự ngọc thì trắng mặt, dậm chân nói, ngươi cũng đừng nghĩ, có ai lại không thể quyết định việc của mình chứ ta còn không biết rõ ràng bọn họ là ai, cũng không biết rõ ràng mình là ai, dựa vào cái gì mà ngươi cứ nhốt ta lại, không phải muốn uống canh gà sao, hắn nhấp môi, hiện tại trở về uống là vừa vặn, hiện tại ta không muốn uống, trong lòng căng thẳng, tống lập ngôn rũ mắt, lông mi màu đen che mắt, giống như nhánh cây khô sắp gãy, nản lòng thoái chí, hắn biết mình có chút không nói đạo lý, ngang ngược đến chút phong độ cũng không có nhưng hắn không muốn nàng đi. Lâu tự ngọc an tĩnh mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Được rồi, nàng thở dài nói, dù sao ngươi cũng một hai phải ngăn đón mà cũng đánh không lại ngươi vậy không đi cũng được. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi cũng tốt, dứt lời nàng cũng mặc kệ bên ngoài vây quanh nhiều người như thế, miệng hầm hừ xoay người đi vào cửa lớn, vòng qua vách tường biến mất, cả người tống lập ngôn hơi cứng lại, dương mắt nhìn qua chỉ thấy một vạt gốc váy của nàng. Nàng hẳn là tức giận lắm, chạy trốn nhanh như thế, ngữ khí lại cực kỳ không vui nàng sẽ hận hắn sao? Còn không có thích hắn đã ghét hắn rồi hả? Trong lòng hắn như có một tảng đá lớn, bước chân đều không cất lên nổi. Ngô tới tử kinh ngạc nhìn biến cố trước mặt, nhìn không được mở miệng, đây là làm sao vậy? Tống lập ngôn lắc đầu, để Tống Tuân đi theo giải thích cho bọn họ còn mình thì đứng hồi lâu rồi mới căng răng đi vào huyện nha. Mọi người sôi trào, Tống Tuân bị đám yêu quái vây quanh thì kinh hồn tán đảm mà nhìn nhìn mỹ nhân xà lộ ra cái đuôi trắng sau một lúc hắn mới cố hết sức bình sinh mở miệng nói, tình huống là thế này, cửa phòng mở ra rồi khép lại, tiếng nói chuyện ồn ào bị ngăn cách ngoài xa. Tống lập ngôn chống cửa trong chốc lát mới nhẹ chân đi vào nội thất, lâu tự ngọc sụ mặt ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn để một chén canh gà và mấy địa điểm tâm nhưng nàng nhìn cũng không thèm nhìn, do dự một lát, tống lập ngôn đi tới ngồi bên người nàng, mở nắp chén canh gà, lấy muỗng đảo đảo. Canh gà còn nóng tỏa mùi hương thập phần mê người. Một chiêu này lúc trước hắn thường dùng, rất có hiệu quả nhưng lúc này lâu tự ngọc còn chẳng thèm nâng mí mắt, ngón tay tống lập có chút cứng lại, hắn rủ mắt nói, nếu không uống sẽ nguội đó, khẽ hư một tiếng, lâu tự ngọc nhấn mạnh nói, không thích uống thì cứ để nó nguội đi. Trước kia hắn là người được thiên vị, rất nhiều lần nói không lựa lời nhưng mỗi lần đều không thèm xin lỗi, hắn cho rằng nàng nàng không thèm để ý, rốt cuộc thoạt nhìn nàng vẫn luôn vân đạm phong khinh, tươi cười xinh đẹp. Nhưng bây giờ đổi lại là hắn ở vào vị trí của nàng thì hắn mới kinh ngạc phát hiện hóa ra một câu cũng có thể đã thương người sâu như thế, ngực hắn đau đớn, rất giống bị người ta lấy pháp khí xẻo một đao, đã uống canh gà nhiều năm như thế, sao nói không thích là không thích chứ. Canh gà hắn nấu hiện tại ngon hơn trước kia nhiều, không ngấy không tanh, còn rất thơm, nàng không cần phải cố uống rồi cố khen ngợi nữa, Tống đại nhân không sợ trời không sợ đất lúc này vô thức đảo cái thì Thoạt nhìn có chút tuổi thân nhẹ giọng nhượng bộ nàng. Nàng uống xong canh rồi ta cùng nàng đi tới khách điểm trưởng đăng nhìn nhé. Không cần, bên ngoài không an toàn, ta không yên tâm để nàng đi một mình. Lâu Tự Ngọc hết cầm quay mặt đi, không cần ngươi phải nhọc lòng. Vậy hắn nhíu mày, nàng tự mình đi thì có quay về nữa không? Khóe mắt Lâu Tự Ngọc liếc hắn một cái, ý vị thâm trường hỏi hắn, vì sao ta nhất định phải quay lại? Ta có chuyện mình muốn làm, đốt ngón tay tống lập ngôn đột nhiên trắng bệt hắn giật mình nhìn mở gà nổi lên, nhớ tới nhiều lần mình cũng từng không lưu tình mà rời bỏ nàng. Có lúc nàng khóc lớn, có lúc nàng tê tâm liệt phế rít gào, còn có nàng nghiêng ngã lão đảo muốn đuổi theo nhưng lại bị hắn dùng phù chú định thân. Trong phòng an tĩnh, chỉ có lưu hương còn lượng lờ tỏa khói. Lâu tự ngọc xoay đầu tới, phát hiện người trước mặt không biết đang nghĩ gì mà mí mắt ửng đỏ, sắc mặt tái nhật. Rõ ràng hắn mặc một bộ áo bào theo hạt trắng mười phần tiên khí nhưng thần sắc lại giống một đứa nhỏ làm sai việc không biết phải thế nào. Lòng có chút mềm, nàng cơ hồ không giả vờ được nữa. Trong nháy mắt nàng hồn phi phách tán, diệt linh đỉnh đã nuốt nàng vào bụng, nhưng lúc sau lại không hề quan tâm mà tự phá một lỗ trên bụng mình để nàng gửi thân trên người một bà lão mới qua đời, cứ thế mới giữ được một mạng cho nàng. Từ một khắc gửi hồn trên người con tuyết hồ kia lâu tự ngọc đã nhớ ra hết, cũng thành công sống lại. Nhưng nàng muốn lừa hắn, để hắn nếm thử tư vị bị người yêu thương quên mất. Tính toán như thế xong nàng yên tâm làm theo kế hoạch, nhưng thật sự thấy hắn thương tâm khổ sở nàng lại mềm lòng. Không được, giáo huấn còn chưa đủ, vàng nhất về sau hắn lại vứt bỏ nàng thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, lâu tự ngọc cứng rắn, hung hăng nói: "Nếu ngươi thật sự đối tốt với ta thì phải thả ta đi. Nếu ta không muốn thả thì sao?" Hắn mở miệng, giọng nói cực kỳ khàn: "Ta không hào phóng như nàng, bắt được rồi ta không muốn thả ra nữa." Cho dù ta hận ngươi cũng không sao hả?" Môi hắn càng trắng thêm hai phần, Tống Lập Ngôn cúi đầu, ngón tay đặt trên đầu gối rung lên khó phát hiện, "Sao lại không sao chứ?" Hắn thích nàng như thế làm sao có thể khiến nàng hận hắn, nhưng giọng nàng quyết tuyệt như thế, giống như hắn dám nói có thì nàng sẽ cùng hắn đối đầu ngay ấy. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cửa sổ không đóng, một làn gió lạnh thổi vào khiến ngón tay hắn cứng đến không thể động đậy, Tống Lập Ngôn nhấp môi, trầm mặt thật lâu rồi mới đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, nàng đi đi, hử, lâu tự ngọc nhướng mày, ta không nhốt nàng nữa. Nàng muốn đi đâu cũng được, không nhớ rõ đường về nhà cũng không sao, chỉ cần đừng trốn tránh ta là được, hắn nhượng bộ, giao ra toàn bộ thiệt tình của mình, nói từng câu từng chữ, lòng ta đều là của nàng, cho nên mặc kệ nàng ở đâu ta cũng sẽ đi tìm nàng. Nàng đừng hận ta, ta không chịu nổi đâu, huyện nha này rất ấm áp, còn có nhiều thứ nàng thích ăn, không thích uống canh gà cũng sẽ có thứ khác, kết giới ta sẽ bỏ, sẽ không khiến nàng thấy chán ghét, còn có bên ngoài, bên ngoài nhiều người lắm, người đẹp quả thật không thiếu nhưng nàng không thích ta thì cũng không thể đi thích người khác. Nàng đi đi, ta ở chỗ này chờ nàng, người trước mặt giống như ngơ ngẩn, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện, tổng lập ngôn không ngẩn đầu, chỉ nhìn làng váy nàng hơi đông đưa, cho rằng nàng sẽ có một tia do dự. Nhưng lâu tự ngọc chỉ lặng người một cái sau đó đã nhảy dựng lên, ngươi nói chuyện giữ lời nhé, ta đi đây, có duyên gặp lại. Nói xong nàng bưng bát canh lên chạy đi, đưa cho Tống Tuân đúng lúc này đi vào rồi nói, tâm tình ta đang vui nên đưa ngươi nếm thử. Trong giọng nói của nàng có nhảy nhót không thể kìm nén được, Tống lập ngôn trầm mặt nghe, ngực như bị thủng một lỗ, toàn bộ gió lạnh của mùa đông lập tức trót vào. Quả nhiên nàng không thích hắn, một chút lưu luyến cũng không có, dù nàng chỉ cần do dự trong chốc lát thì hắn cũng có thể dễ chịu chút đúng là đồ yêu quái nuôi mất công, hắn đã đắc đạo nên sẽ không vì chuyện này mà thương tâm khổ sở. Ngày tháng còn dài, hắn còn có rất nhiều cơ hội để bắt người về, hắn không khó chịu, thật đấy, ngược hắn chỉ hơi cảm lạnh thôi chứ không phải vì nạn đưa canh gà cho Tống Tuân, hắn không tức tí nào, hắn cười không nổi cũng chỉ bởi vì cửa mở gió thổi vào nên mặt hắn hơi bị cứng, hồ ly ở trên nền tuyết lăn lông lốc một cái đã không thấy bóng dáng đâu, Tống Tuân khó hiểu nhìn. Sau đó ông chén canh đi vào cửa, vừa định mở miệng đã cảm giác được gió thổi lạnh buốt. Quái, sao đại nhân không đóng cửa sổ lại? Tống lập ngôn lạnh mặt nhìn hắn, lại nhìn nhìn chén canh trong tay hắn. ngài thả lâu trưởng quầy đi rồi sao? Tống Tuân theo bản năng lui về phía sau nửa bước hỏi. Là nàng muốn chạy, ta ngăn không được. Hắn âm trầm đáp. Tống Tuân nghĩ nghĩ rồi an ủi hắn. Đại nhân cũng không cần để bụng làm gì. Lâu trưởng quầy có lẽ là trong phủ nên chán, hơn nửa canh gà này cũng không ngon lắm đâu chắc vì thế nên nàng mới ra ngoài tìm cái khác ăn mùa đông động vật luôn trữ thức ăn mà chuyện bình thường thôi ngài đừng lo tống lập ngôn ngay ra hỏi người nói cái gì mùa đông động vật đều phải trữ thức ăn cái này cũng không sai mà không phải câu này câu trước tống tuân nuốt nước miếng chột dạ nói đại nhân ngài nấu canh gà kinh chết đi được đây cũng là lời nói thật không có khả năng tống lập ngôn đen mặt mỗi lần nấu xong ta đều tự mình nếm thấy tiến bộ nhiều rồi mà Đại nhân, Tống Tuân bất đắc dĩ nói, ngài nếm canh gà thấy có vị gì, Tống lập ngôn, từ khi đắc đạo vị giác của hắn chậm rãi biến mất, mỗi lần chỉ chiếu theo tỷ lệ canh rồi nêm nếm, tới khi nếm thử hắn cũng chỉ theo bản năng cho rằng uống ngon, kết quả lại là kinh chết đi được à. Trong đầu có một tia sáng lóe qua, Tống lập ngôn đột nhiên đứng dậy bắt lấy Tống Tuân khẩn trương hỏi, canh này có hương vị gì, Tống Tuân khó xử mà nhìn hắn, ấp úng một lúc lâu mới nói, rất mặn, nô tài chỉ uống một miếng đã chịu không nổi đồng tử hơi co lại hắn sững sờ tại chỗ trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều ký ức gần đây nàng đi ra ngoài thì không có canh gà uống đâu ta thích nhất uống canh gà sao ngươi lại lấy cái này ra để uy hiếp ta thế không biết xấu hổ uống ngon không ngon ngươi thật hung dữ nhưng canh gà nấu thật sự không tồi một cuồng chỉ rối được chải vuốt rõ ràng qua câu nói của tống tuân tống lập ngôn suy nghĩ cẩn thận sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài nhưng vừa bước được hai bước hắn đã ngừng lại. Một con hồ ly giảo hoạt đang ôm cửa, mi mắt cong cong mà cười với hắn, phía sau là chín cái đuôi tuyết trắng cực đại đang lắc tới lắc lui. Nàng giống như đang thưởng thức hắn chật vật, nhưng một khi mở miệng thì hai mắt cũng đỏ lên nói, ngài cho rằng ai cũng thích uống canh gà ngài nấu sao. Trước kia ngài quên cho muối, bây giờ lại cho nhiều đến độ mặn đắng, trước sau đều khó uống, tống lập ngôn nhìn nàng, muốn tức giận nhưng cũng muốn cười, nắm tay siết chặt lại buông ra sau đó mới nâng cầm liếc nàng hỏi, vậy vì sao nàng còn uống, còn có thể vì cái gì? Vì ta khờ chiếu sau lâu tự ngọc nhảy vào, đứng trước mặt hắn tức giận nói, ta đã tính hết rồi, ngài thiếu ta một nghìn năm, ta ít nhiều cũng nên tra tấn ngài một tháng mới được. Nhưng lúc này mới bao lâu ta đã đau lòng ngài rồi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ánh nước lấp lánh, nhìn quanh đều là tình ý dành cho hắn, ta đau lòng ngài vậy ngài cũng phải đau lòng ta có biết không? ta không bỏ ngài chạy nên về sau mặt kệ ngài là thần hay phật cũng không thể bỏ mặt ta có được không hầu kết lăn lộn tống lập ngôn đi nhanh lên kéo nàng ông vào lòng tống tuân ông canh gà an tỉnh lui ra thuận tay đóng cửa phòng lại hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài sau đó đột nhiên cười cười múc canh gà lên uống sau đó đi trên hành lang cảm khái ăn tết rồi đó giọng hắn truyền đi xa ẩn ẩn hòa với tiếng pháo đốt bên ngoài đình viện gió tuyết còn đang thổi nhưng hai người trong phòng lại là cửu biệt gặp lại sau đại nạn thế nên ôm, hôn môi, dây dưa đến không phân rõ. Trong lúc mơ hồ lâu tự ngọc khó có được chút lý trí hỏi, ngài thế này có tính phá giới không? Có thể bị phạt không? Không, hắn ôn nhu vuốt về cánh môi nàng, vốn dĩ ta chính là từ thất tình lục dục mà đắc đạo nên ai có thể nói ta phá giới chứ? Lâu tự ngọc kỳ thật rất tò mò vì sao hắn lại đột nhiên đắc đạo nhưng trước mắt hiển nhiên hắn không muốn phí thời gian ở vấn đề nhàm chán này thoạt nhìn một đệ tử thượng thanh tư đường đường chính chính như hắn còn triền miên hơn hồ yêu như nàng. Lúc đầu nàng còn có thể đáp lại hắn nhưng sau đó nàng thật sự chịu không nổi, không tình nguyện mà nhận thua, mặc người làm gì thì làm. Trâm Ngọc Vương lụa hồng, mạnh trưởng giấu cảnh xuân. Trước khi mệt mỏi thiếp đi lâu tự Ngọc nhớ tới buổi hiến phú. Hẳn là hắn đã chết cùng si vưu. Đáng tiếc là nàng không thể nào trả lại hắn câu trào phúng lúc trước. Hừ, hiện tại nàng không chỉ có một nụ hôn mà còn có cả người người đó còn chính miệng nói trong lòng có nàng đã thấy người ta còn phong thần tuấn lãng thiên hạ vô song lâu tự ngọc ngáp một cái rồi xoay người ông chặt người bên cạnh chôn đầu trong ngực hắn thỏa mãn mà cười cười sau đó an tâm ngủ khách điếm trưởng đăng hoang phế đã lâu rốt cuộc cũng mở lại vào sáng ngày mùng 2 tết tuy khách điếm đã mở lại nhiều lần nhưng lần này bá tánh vây quanh vẫn đông đúc pháo nổ oành một tiếng người ta hoang hô vang dội cửa lớn đã được sơn mới lúc này mở rộng nữ trưởng quầy phong tình vạn chủng ông bàn tính dựa vào cửa cười nói, khách điếm khai trương, hôm nay rượu và thức ăn miễn phí, ở trọ sẽ được miễn tiền, mời các vị. Lý Tiểu Nhị đứng ở bên cạnh nhận được ánh mắt của trưởng quầy thì đem lá cờ đỏ đã chuẩn bị tốt dơ ra, vải dệt không tiếng động rủ tung, từng nét bút cứng cáp hữu lực hiện lên, theo làn gió pháp phới, trưởng quầy đón khai trương xong hỷ, được phu quân có một không hai. Mọi người ồn ào xôn xao, tất cả đều vỗ tay chúc mừng sau đó như làn sóng xông vào. Có người không rõ nguyên do thì kéo người phía trước nhanh chóng hỏi, trưởng quầy này gả cho ai mà dám viết thế kia, người đang trước vội vàng chiếm chỗ nên có lệ xua tay, người mới tới huyện ta đúng không? Đừng hỏi là ai, dù sao lời này cũng không viết sai, hơn nữa xem chữ này thì vẫn là do vị đại nhân kia tự tay viết, sau đại họa lần trước. Kinh Đô vẫn có lệnh thăng quan cho Tống Đại Nhân nhưng không biết vì sao Đại Nhân lại chậm chạp không đi, bá tánh huyện Phù Ngọc đương nhiên sẽ vì hắn là kiêu ngạo, rốt cuộc tống đại nhân xử án công chính, quyết đoán, võ công cao cường nên đều được mọi người kính yêu, hắn thăng chức hoặc ở lại đều khiến người ta vui mừng. Đương nhiên lâu trưởng quầy có thể giữ tống đại nhân ở huyện Phù Ngọc lâu mấy ngày thì bọn họ càng vui hơn. Lâu tự ngọc vừa đếm nhân số tính toán sổ sách hôm nay vừa cười đến mi mắt công công. Nàng nghiêng đầu nhìn lá cờ đỏ bên ngoài, trong mắt có ý cười càng sâu, hôm qua nàng cuốn lấy hắn bắt viết lá cờ này. Hắn tức một hồi lâu, Nói là làm gì có người nào khen bản thân như thế, huống hồ còn treo cho người ta xem. Vì sao lại phải treo cho người ta xem? Ngoài miệng cùng nàng ngoan cố như thế nhưng tay hắn lại không hề do dự đón lấy bút lông, thuận thế bọc bàn tay lạnh lẽo của nàng trong tay mình, còn lạnh giọng mắng nàng, có phúc không hưởng, lại cứ phải mở khách điếm là sao? Mở khách điếm còn không phải là hưởng phúc sao? Nàng cười hì hì nói, có bạc kiếm thật tốt, ta nằm mơ cũng nghĩ tới kiếm tiền. Tống Lập Ngôn dương mắt nhìn nàng, "Hử?" Kiếm tiền với cả nghĩ tới ngài, Lâu Từ Ngọc lập tức bổ sung, còn thân mật mà cọ cọ mặt hắn, ngài lập tức phải đi kinh đô phải không, nhắc tới cái này sắc mặt Tống Lập Ngôn càng khó coi hơn. Thư từ kinh đô gửi tới đã chồng cao ngất trong thư phòng, hắn vốn không muốn để ý tới, ai ngờ sáng nay lại nhận được thư cha hắn tự tay viết. Vị lão nhân một lòng vì nước, lục thân không nhận kia không biết vì sao lại đột nhiên nhớ thương đứa con trai không về ăn Tết như hắn, ấp úng nói phòng đã sửa soạn xong hắn trở về là có thể vào ở luôn, rất ấm áp, ai hiếm là ấm hay không ấm, nhưng trong thư ông ta không nhắc nửa câu tới việc hắn đắc đạo, cũng không muốn hắn vào cung hiến vật quý. Tống lập ngôn suy tư thật lâu rồi vẫn quyết định về kinh một chuyến, nhưng hắn lại hỏi, vì sao nàng không chịu cùng ta về, lâu tự ngọc ô mặt nhìn hắn đặt bút viết, biểu môi nói, quy củ của phạm nhân quá nhiều. Không cưới hỏi đàng hoàng thì sao có thể không biết xấu hổ mà theo ngài về nhà chứ, cho dù ta là yêu quái thì cũng cần mặt mũi chứ hai người một là yêu quái một là thần tiên, thực sự không quan trọng lễ tiết của nhân gian nhưng nàng đã nói thế thì Tống Lập Ngôn cũng không cưỡng cầu nữa. Ngày này khách điếm trưởng đăng lại khai trương, Tống Đại Nhân cũng yên lặng chuẩn bị hồi kinh, uống một chén rượu xuống, hơi ấm mang theo hương rượu tràn khắp không trung khiến cho cả sảnh đường đều ấm áp náo nhiệt hơn. Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân bận rộn trong ngoài để bê đồ ăn, Lâm Lê Hoa thi cọ ở bên người lâu tự ngọc, cực kỳ khẩn trương hỏi, chủ tử đang khổ sở sao, hử, lâu tự ngọc hoàn hồn, vẽ mặt ngay ra, vì sao ta phải khổ sở? nghe nói họ tống kia, em nói là tống đại nhân, hắn bỏ ngài về kinh đô à? rất nhanh ngài ấy sẽ trở về. lâm lê hoa biểu môi, còn không phải ném lại ngài vào đúng lúc ăn tết sao? búng búng tráng nàng ta, lâu tự ngọc cười khẽ nói, người còn chưa đi mà em đã dám chăm ngòi rồi hả? lâm lên hoa tuổi thân ông đầu hừ hừ, ngài không mang thù nhưng em nhớ em bực hắn phụ ngài nhiều năm như vậy mà hiện tại còn không biết đường bồi thường, kỳ thật hắn đã bồi thường. Chỗ nào cũng bồi thường nhưng tuổi lâm lê hoa còn nhỏ nên lâu tự ngọc chỉ sờ sờ chóp mũi, cũng không tính toán nói rõ ràng. Nàng chỉ cười chuyển đề tài, bảo em đưa quà Tết tới hồ phủ em đã đưa chưa, đã đưa rồi, mấy bình rượu lớn như thế khiến hầu trưởng lão thích lắm. Ông ấy nói tay nghề ủ rượu của ngài chính là chân truyền của ông ấy, lê hoa nghĩ nghĩ rồi nói, còn có ngô trưởng lão, ông ấy vẫn là cái bộ dạng ghét bỏ ngài, nhưng em trọng đưa cao mực tàu cho ông ấy nói dùng nhuộm tóc rất tốt thì ông ấy vẫn nhận, thậm chí ngoài miệng ông ta còn ồn ào tai cần nhuộm tóc, nhưng vừa quay lưng đã hớn hở chạy ngay về phòng bôi lên đầu. Lúc Lê Hoa đi hậu trưởng lão có cho nàng một bao tiên thảo quý hiếm sau đó biểu môi nói, ngô trưởng lão cấp, ông ta không có mặt mũi nào đưa, ngươi cũng đừng nói là ông ta đưa, phòng trên gác mái vẫn dọn chờ nha đầu về ở, đợi năm sau nàng đỡ bận thì về ở vài ngày đi. Lâu tự ngọc nghe được thì cong mắt, hào phóng mà xua tay, được, ta cũng không cùng lão nhân kia ngoan cố, chờ khách điếm xong việc ta sẽ mang ngươi trở về. Lê Hoa hưng phấn đến nỗi cái đuôi đều mọc ra vẫy như điên nhưng thấy đám người bên dưới thì nàng ta lại cuốn quýt nhét trở lại trong váy sau đó vui vẻ nhàn thoại chuyện các tộc. Với lâu tự ngọc, yêu vương nội đang đều bị hủy, xà tộc lại một lần nữa tuyển vương, mỹ nhân xà và trâu bạc ở bên cạnh phò tá, có thể nói là nội loạn đã ngừng. Chuột tộc là quần lông vô chủ, Mỹ nhân xà ngẫu nhiên đi giúp đỡ một vài, hiện tại hai tộc quan hệ rất tốt. Bạch tiên gia thì vội vàng luyện hồn, nói có cơ hội để yêu vương một lần nữa đầu thai, Lam Phong và đám trưởng lão đều ra sức, nhìn qua có vẻ được việc. Hoàng đại tiên nhất tộc cũng coi như vượt qua một kiếp, nhàn hảo mang theo nội đang đều bị hủy nên bọn họ cũng ngừng truy đuổi, thanh thản ổn định xuống để chuẩn bị chọn vương. Bọn họ còn tặng thiệp cho ngài nói nếu có rảnh thì đi qua xem lễ, các yêu tộc đều chấp nhận quy của cô Tống Lập Ngôn huyền phù ngọc cũng không xảy ra án mạng nữa đại chiến người và yêu ầm ĩ mấy ngàn năm cuối cùng cũng lặng xuống hôm qua lâu tự ngọc lên phố còn gặp vài ba yêu quái hóa hình người không có ý công kích chỉ cực kỳ tò mò nhìn cảnh nhân gian sau đó vui sướng dạo chơi đây là kết quả tốt nhất nàng nhấp một ngụm trà rồi nheo mắt lại chưởng quầy hết rượu rồi tiểu xuân hô to dưới đại sảnh lâu tự ngọc lập tức mắng nàng ta chưởng quầy nhà em không quan tâm tới rượu nếu hết rồi thì tới nhà kho lấy đi Tiểu Xuân rụt rụt đầu, trong lòng thầm mắng chính mình không chịu nhớ, sau đó vội chạy lên lầu hai không người hành lễ sau đó chạy nhanh tới nhà kho để lấy rượu. Lâu tự ngọc tiếp tục uống trà nóng và cảm khái nhân sinh nhưng chưa được một hồi thì hậu viện lại truyền đến tiếng Xuân gào ầm lên, chưởng quay. Chưởng quay, trà trong miệng thiếu chút nữa thì sặc, lâu tự ngọc tức giận sách theo làng váy xuống lầu, vừa đi tới hậu viện vừa mắng liên hồi, ta nói này Tiểu Xuân, em tới chỗ này đã nửa năm. Gặp chuyện có thể trầm ổn chút được không? kêu lớn tiếng như vậy là muốn tranh công việc của con gà trống trên trấn hả em hắn bên trong tiểu xuân gấp đến độ cả đầu đều là mồ hôi đầu lưỡi xoắn lại khoa tay múa chân nửa ngày vẫn chưa nói ra nguyên cớ vì thế nàng ta dứt khoát kéo nàng tới kho chuyên để hàng hóa kho để hàng hóa đang mở rộng cửa mấy cái đấu đựng gạo bên cạnh xếp đầy bình rượu và nồi chén gáo bồn sau khi tuyết rơi chỗ này lập tức sáng ngời lên những thứ ngoài tròn trong vuông đích thị là tiền đồng đang lấp lóe lập lòe khắp nơi. Toàn bộ kho hàng đều chứa đầy tiền, duỗi tay vốc một cái đã thấy nặng trĩu. Lâu tự ngọc nhìn tới choáng vàng, nàng cảm thấy mình thật sự nằm mơ. Bầu trời sao lại rơi tiền xuống thế này, toàn là tiền đồng mới tin, đựng trong nội chén gáo bồn len ken, cầm trong tay cắn một cái, quái, là thật đó. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên thì thấy Tống Tuân ngồi ở trên xà nhà, cười hì hì thu lại bao tải không, lại đem một túi khác đổ xuống mà bên cạnh hắn còn có hoác lương cùng mấy sai nha, mỗi người đều ôm mấy bao tải tiền mà bận rộn đổ xuống, phát hiện nàng nhìn lên, tống tuân vuốt gáy hô xuống, trưởng quầy ăn tết vui vẻ. Chúng ta phùng lệnh tống đại nhân tới đưa sính lễ cho ngài, dứt lời càng có nhiều tiền rơi xuống hơn, chất đầy thùng gạo, chậm rãi chen đầy toàn bộ kho hàng, hoác lương xách theo bao tải lắc đầu, đại nhân quá mức bá đạo, nói đây là sinh lễ. Nếu trưởng quầy không nhận thì cầm hết mang trả cho ngài ấy nhưng nếu ngài nhận thì trưởng quầy chỉ cần đợi đại nhân tới cưới ngài đàng hoàng, rồi đưa ngài qua cửa, nhiều tiền như thế sao lại không thu? Lâu tự ngọc lặng người thật lâu rồi đột nhiên cười lên tiếng, mang sinh lễ tới sao không tự mình tới, mới vừa nói xong sau lưng đột nhiên duỗi tới một đôi tay ông lấy eo nàng kéo nàng vào trong ngực, sao ta dám không tới chứ, giọng nói trầm thấp hồn hậu mang theo hương gỗ trầm cuốn tới bọc lấy cả người nàng, tống lập ngôn cúi đầu nhẹ nhàng cò cò mặt nàng, thấy người được ôm cũng không dãy dụa thì cười khẽ hỏi, trưởng quầy không đồng ý sao? Lâu tự ngọc cảm thấy nếu được cầu hôn mà nhanh chóng đáp có thì quá không rụt rè vì thế nàng muốn lúc lắc một chút, vị công tử này thật quen mắt, có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu không? Nói ra câu này rồi chính nàng cũng cười, miệng ngoác ra như kẻ ngốc, người phía sau cũng từ một tiếng sau đó đáp, từ trước đã gặp chưa thì ta không nhớ rõ nhưng sau này chắc chắn sẽ gặp ở một nơi. Đến lúc đó mong chưởng quầy khách khí như lúc mới gặp, cùng ta không lưng hành lễ, nơi nào, hỷ đường, chính văn hoàng, lúc huyện Phù Ngọc đã ấm lên thì kinh đô vẫn còn tuyết lớn, hoa diêu dạo một vòng trước mặt Diêm La Vương rồi qua một thời gian đã khôi phục cực nhanh nên mới có thể theo xe trở về Thượng Thanh Tư, lúc xe ngựa dừng ngoài cửa lớn ở chân núi, La Vĩnh Sanh quay đầu vương tay với bà, ông ta nghĩ bà sẽ tránh đi nhưng không, hoa diêu bình tĩnh bám vào tay ông ta để xuống xe, sau đó rút tay lại đút vào trong áo choàng thật dày, rủ mi thuận mắt đi theo ông ta lên núi la vĩnh sanh nhíu mày muốn phát hỏa nhưng lúc đảo qua khuôn mặt còn tái nhợt của bà thì lời muốn nói lại nuốt vào ngực vì thế mà cũng đau lên ông ta và hoa diêu vừa vào thượng thanh tư đã biết nhau lúc đó ông ta cũng không phải quá thu hút thậm chí có sư bá còn cảm thấy ông ta không đủ thiên phú không muốn nhận làm đồ đệ vì thế ông ta và những người khác ở trong đại đường tu đạo ngủ phòng cỏ làm việc nặng nhọc từ khi đó hoa diêu đã đi theo ông ta nếu ông ta đốn củi thì bà hỗ trợ gói lại nếu nấu nước thì bà hỗ trợ trong bếp nhưng tính tình hoa diêu thực sự dịu ngoan cũng chưa bao giờ mở miệng cầu cái gì thế nên nhiều năm sau lúc bà thẳng thắn thổ lộ tâm ý của mình với ông ta thì la vĩnh sanh mới bất tri bất giác hóa ra bà ấy ngưỡng mộ mình đã lâu nhưng lúc ấy chính là lúc mấy tiền bối chọn lựa đệ tử nhập thất vào thời khắc mấu chốt đó ông ta không muốn mạo hiểm ông ta cũng tức bà ăn nói không khéo léo nên lập tức tỏ thái độ cự tuyệt gay gắt cự tuyệt thì cự tuyệt nhưng trong lòng ông ta không phải không thích cho nên sau đó ông ta lại cầu triệu thanh hoài tìm cớ đem bà ấy điều tới bên người mình mang theo bà cùng nhau tu đạo thuật trú nhan ông ta cũng truyền cho hoa diêu nhưng lúc hoa diêu muốn bái ông ta làm thầy thì ông ta lại cự tuyệt còn mang bà ấy đi tìm linh vị của một vị tiền bối đã về cõi tiên để bái làm môn hạ sau đó ông ta có thể tiếp mục mang theo hoa diêu bên người ở trong mắt hoa diêu ông ta hẳn là rất ghét bà cho nên mới nhiều lần cự tuyệt như thế chút mặt mũi cũng không cho nhưng triệu thanh hoài lại rõ ràng la vĩnh sanh không muốn cùng bà làm thầy trò là có tư tâm nhưng mà chút tư tâm ấy quá không đáng để nhắc tới trong những năm tháng tu đạo dài đằng đẵng này thế nên sau đó hoa diêu nản lòng thoái chí rốt cuộc không hề dây dưa nữa thượng thanh tư chỉ có một nữ đệ tử là hoa diêu hơn nữa tính cách bà tốt làm người hiền lành nên đều được mọi người từ cao đến thấp yêu mến bọn họ không có tình cảm nam nữ mà chỉ cảm thấy bà tốt ai có chuyện thương tâm khổ sở đều thích cùng bà ấy nói hai câu ngay cả triệu thanh hoài cũng đã nói trên người hoa diêu có một cổ khí chất người khác khó có được ai tới gần bà đều tan biến lệ khí nội tâm quay về yên lặng nhưng khí chất này ở trên người la vĩnh sanh lại không có tác dụng hàng năm ông ta chưa bao giờ hòa nhã với bà nhất là sau khi kế thừa được y bác của sư phụ thì ông ta lại càng được mọi người kính yêu Ngoài Hoa Diêu thì chẳng ai biết được đoạn quá khứ hèn mọn nhẫn nhục trước kia của ông ta. Mỗi lần ông ta cảm thấy phong quan, quay đầu lai nhìn thấy bà ở không xa thì trong đầu sẽ nghĩ tới nhiều hình ảnh không vui, mặt cũng cứ thế âm trầm lại. Ông ta cũng biết đây là giận chó đánh mèo nhưng Hoa Diêu quá mức dung túng ông ta, mặc kệ ông ta giận dữ thế nào bà cũng chỉ ôn nhu không cãi lại. Thế cho nên ông ta còn không kịp nghĩ sâu xa đã ý vào mình được thiên vị mà một tất lớn một tất, có lẽ nhân tính vốn hạ tiện đại chiến thắng lợi người trong môn đều vui mừng cho dù triệu thanh hoài còn vì chuyện của tống lập ngôn mà gấp đến sức đầu mẹ tráng thì những người còn lại vẫn vui vẻ chuẩn bị lễ mừng năm mới la vĩnh sanh lên núi rồi mới phát hiện có một đám đệ tử mới tới giống ông ta nhiều năm trước bọn họ mặc xiêm y vải thô màu xanh trắng đứng trong tuyết tu hành lạnh đến răng đều rung lên hoa diêu ở phía sau đi tới đột nhiên ngừng lại la vĩnh sanh sửng sốt cũng ngừng lại quay đầu chỉ thấy nàng xuyên qua đám nhỏ, đi tới cuối cùng trước mặt một đứa nhỏ nhất, đứa nhỏ kia gầy như cây củ cải, thấy bà ấy đi tới thì cả người run lên. Hoa Diêu nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, còn không đến lúc phải tu hành vất vả như thế, cây cải củ kia sửng sốt, trong mắt lập tức nhòa lệ, tiền. Tiền bối, ta có thể, ta không thể làm giống bọn họ, không phải kém hay không kém, mà là ngươi thích hợp tu y đạo, võ đạo không thích hợp cây cải cũ kia lại nóng ruột lắc đầu, thoát khỏi tay bà sau đó lại đứng tấn, tay làm tỉnh tâm quyết, tiếp tục nhập định. La Vĩnh Sanh thấy thế thì nhíu mày, tiền bối bảo ngươi đừng luyện nữa, ngươi cải cái gì? Mặt cây cải cũ đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Hoa Diêu thở dài kéo tay hắn nói, vậy ngươi theo ta trở về đi, à, ta còn chưa thu đệ tử, ngươi theo ta về, ta sẽ dạy ngươi tu đạo. La Vĩnh Sanh biết bà lại mềm lòng vì thế nhìn không được, sách, một tiếng, chính hắn không tiếc mệnh, ngươi quản hắn làm cái gì hoa diêu cười khẽ thượng thanh tư nuôi không ta vài thập niên cũng không thể ngay cả hậu nhân cũng không để lại đã đi chứ trong lòng la vĩnh sanh căng thẳng đi nhanh về phía bà tức giận nói ngươi đã trở lại còn đi cái gì ông ta trống to hung hãn bọn nhỏ đứng trong tuyết đều giật nảy mình hoa diêu cũng nhíu mi không thèm trả lời ông ta nàng chỉ dắt củ cải đi về sân của mình nếu là trước kia ông ta nhất định sẽ tiến lên mang đứa nhỏ kia về nhưng hiện tại la vĩnh sanh cũng không biết bản thân bị làm sao vừa thấy bà nhíu mày thì trong lòng ông ta đã chột dạ ngay cả mắng cũng không nên lời ông ta tức giận đến đó khiến quản sự của đám đệ tử mới phải vội đi qua hỏi hang hoa diêu tiền bối là người như thế nào lúc mọi người chen nhau ở đại đường ăn cơm có người hỏi quản sự một câu này quản sự kia coi như có tư lịch nghe vậy thì cũng nhìn nhìn thấy chỉ có mấy tiểu quỷ vây quanh mình thì mới nhỏ giọng nói hoa diêu tiền bối là người rất lợi hại A hút đi theo bà ấy hẳn sẽ không phải khổ, lợi hại chỗ nào. Con thấy nàng là một cô nương, lại ôn nhu yêu ớt, đó là các ngươi kiến thức ít, năm đó la tiền bối bị sư phụ oan uổng, hoa diêu tiền bối thà chịu roi đánh cũng phải ở đại hùng bảo điện bất bình thay ông ấy. Bà ấy thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu nhưng một thân nông nghênh, trong môn không ai dám đắc tội bà ấy đâu. Mấy đứa nhỏ giật mình, lại có chút ghen tị, vận khí của A hút quá tốt, rõ ràng hắn là kẻ yếu nhất trong bọn họ nhưng cứ thế được nhận đi rồi. Bản thân A Húc cũng thụ sủng nhược kinh, hắn đứng trong phòng của Hoa Diêu, cảm giác vị tiền bối bên cạnh cứ liên tục lườm khiến hắn sợ muốn khóc nhưng lại không dám nên chỉ có thể nắm chặt gốc áo. Ngươi muốn làm cái gì? La Vĩnh Sanh hùng hổ hỏi câu này, nhưng vừa nói ra thì ông ta lại đột nhiên đổi thái độ mềm mỏng, ngay cả ta ngươi cũng không nguyện ý giải thích sao? Mệnh của ngươi là ta cứu về, ta không nói gì thì thôi giờ chỉ có một câu nói mà ngươi cũng khó khăn vậy sao? Hoa diêu cắm hoa mai bà tiện đường hái vào một cái bình, Ông hòa thưởng thức rồi mới xoay người nói, lúc ta quay đầu trở về kỳ đấu sơn thủ trận thì đã không muốn sống nữa rồi. Mặt la vĩnh xanh tối sầm lại, ngươi trách ta xen vào việc người khác sao? Ngài có ân với ta, sao ta có thể không biết tốt xấu chứ? Bà lắc đầu nói, chỉ là ta cũng sắp đến tuổi, cũng không muốn sống uổng phí một đời này. Đứa nhỏ này ta thấy khá tốt, có thể kế thừa y bác, nếu dạy được thì sau này sẽ giúp được ngài chút việc. Hoa Diêu vẫn ôn nhu nói, mỗi lần ông ta tức giận thì bà đều nhẹ nhàng nói khiến ông ta bình tĩnh lại. Nhưng lúc này không giống nhau, La Vĩnh Sanh càng nghe càng tức, ngươi ước gì trả nhân tình cho ta rồi chúng ta không liên quan gì nữa phải không? Hoa Diêu hơi hơi nghẹn hồng, có chút khó hiểu. Người vội và phủi sạch quan hệ với bà là ông ta, bảo bà nhanh chóng rời khỏi thượng thanh tư cũng là ông ta, hiện giờ sao vào miệng ông ta lại thành bà muốn cắt đứt quan hệ với ông ta nhỉ a à húc ở bên cạnh đã sợ tới mức hai chân rung lên hoa diêu triều mến mà vỗ vỗ lưng hắn ý bảo hắn đi ra ngoài trước chờ cửa đóng lại rồi bà mới nhẹ giọng hỏi ngài muốn có liên quan gì với ta hai người đều đã gần đất xa trời người còn muốn liên quan gì la vĩnh sanh bị lời này của bà hỏi khiến cho ngực nghẹn lại há mồm muốn nói nhưng lại phát hiện mình chẳng có gì để nói ông ta tức giận đi qua đi lại không rõ người này đang nháo cái gì giống như lần trước bà đột nhiên đòi đi mà không có lý do gì bà ấy vẫn luôn đi theo bên người ông ta không phải tốt sao rốt cuộc là vì cái gì mà bà ấy đột nhiên đột nhiên phiền chán ông ta chứ cẩn thận ngẫm lại việc mình làm lúc trước ông ta có chút khó có thể tin hỏi chẳng lẽ ngươi cùng hồ yêu kia có cái gì sâu xa sao hoa diêu lắc đầu vốn không quen biết vậy vì sao từ sau khi đưa canh cho nàng ta thì ngươi lại biến thành thế này Lúc ấy hủy hoại nội đan của Lâu Tự Ngọc là biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là do Triệu Thanh Hoài ra quyết định. Ông ta chẳng qua chỉ hỗ trợ làm việc thôi, nhờ bà động tay chân vào canh của Tống Lập Ngôn không phải đại sự gì. Lúc ấy lời tức giận của bà ông ta cũng không để trong lòng, ai biết lại thế này. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài thì ngài đang đứng trong tuyết đứng tấn, giống đứa nhỏ kia. Nhưng ngài so với hắn thì rất lợi hại, căng cốt dẻo dai, cũng không run rẩy. Hoa Diêu đột nhiên mở miệng, trong mắt sáng lên hai tia sáng đệ tử cùng thế hệ bắt nạt ngài dùng thủ đoạn để ngài gánh tội thay nhưng ngài không cãi lại sau đó ta hỏi ngài vì sao không nói với quản sự ngài có nhớ lúc ấy đã nói gì không bà cười cười vừa hoài niệm vừa tiếc nuối ngài nói không giải thích vì không thấy thú vị chờ sau này ngài có bản lĩnh nhất định sẽ không trở thành loại người thủ đoạn âm ngoan như thế la vĩnh sanh chấn động theo bản năng mà dời ánh mắt nhìn về phía khác đó là chuyện của vài thập niên trước xa xăm đến độ ông ta nhớ không nổi nữa nhưng bà lại vẫn nhớ rõ ràng thời gian thấm thoát ông ta đã sớm không phải đứa nhỏ ngốc nghếch ban đầu ông ta biết tính kế trở nên dối trá hơn cũng càng không dám đối mặt với người biết hết quá khứ của mình này nói đến cùng nhiều năm như vậy ông ta đối xử hà khắc với bà chẳng qua chỉ vì quá tự ti lại kiêu ngạo ngươi thích một người thiên chân đến vụng về ông ta khàn khàn nói nhưng ta không thể vĩnh viễn như vậy hoa diêu đúc tay vào cổ tay áo hít mắt cười có lẽ là bởi vì cái này cũng có lẽ là ta cảm thấy mình sắp chết rồi nên muốn nhẹ nhàng chút cái gì bỏ được thì bỏ nhưng dựa vào cái gì mà ông ta lại trở thành thứ bị bỏ đi la vĩnh sanh không dám hỏi lại ông ta phát hiện nếu mình mất đi sự thiên vị của bà thì chẳng còn lập trường nào để chất vấn bà hết ông ta rất muốn trách cứ bà vô tình nói cắt là cắt tình cảm nhiều năm như thế là giả sao hoặc là bà ấy đang diễn trò phải không nhưng hơn phân nửa đời đều đã qua làm gì có ai dùng cả đời mình lừa gạt người khác chứ? Nhưng nếu không phải gạt người thì ai có thể giải thích ánh mắt không có nửa điểm lưu luyến này của bà ấy? Sư phụ, ngoài cửa đột nhiên có người kích động gọi ông ta, sư phụ, tổng sư đệ hội kinh. La Vĩnh Sanh tức giận phất tay áo, lát nữa hẳn nói, hoa diêu vòng qua ông ta, mở cửa đón đồ đệ tử đưa tới, sau đó kinh ngạc mà nhướng mày, đây là cái gì? Đệ tử cười ha ha nói, tổng sư đệ đưa thiệt mời, một là cho trưởng tư, một là của ngài và sư phụ thịt cưới đỏ thẫm, bên trên chỉ tên Tống Lập Ngôn và Lâu Tự Ngọc, không có ngày và địa điểm mở tiệc chiêu đãi khách khứ nhưng lại dính kim phấn lấp lánh mười phần. Nhìn nhìn hai lần hoa diêu mới cười khẽ nói, đứa nhỏ này vẫn tự tin như thế, La Vĩnh Sanh đi lên nhìn lướt qua, hư lạnh nói, hồ nháo, hầu phủ dễ vào sao? Hắn chưa báo cáo phụ mẫu thì sao có thể tư định chung thân, hoa diêu không cảm thấy như vậy, người hắn có thể coi trọng nhất định là cùng hắn xứng đôi. Nếu cùng hắn xứng đôi, vậy có thể tiếng hầu phủ ngươi nói rất đúng ông ta mở miệng đã đột nhiên thay đổi thiếu chút nữa bị sặc la vĩnh sanh muốn nói ngươi thì biết cái gì nhưng hiện tại lời này nói không nên lời vẫn là theo ý bà ấy dù sao tranh thắng cũng vô dụng tống sư đệ còn nói hắn hồi kinh rảnh rỗi nếu sư phụ có vấn đề gì khó cứ việc tìm hắn hai mắt sáng ngời la vĩnh sanh nắm tay chống bên miệng ho nhẹ một tiếng sau đó trầm giọng nói đi đi ta thì có vấn đề gì khó nói là nói như vậy nhưng sau khi cùng hoa diêu ăn cơm trưa la vĩnh sanh đã ngồi ở trước mặt tống lập ngôn còn không kịp chúc mừng sư thúc ngài lại thăng lên hàm nhất phẩm rồi la vĩnh sanh muốn cúi chào hắn nhưng thấy hắn không có nửa điểm phô trương mà chỉ an tĩnh ngồi trước mặt mình thì ông ta cũng ngồi xuống quan lại phạm trần cũng không có gì nhưng vì sao ngươi lại đột nhiên nghĩ thông suốt mà trở về cũng không có việc gì chẳng qua đêm trước ta quan sát bầu trời thì thấy tinh tú đại diện cho hoa diêu tiền bối vẫn có xu hướng héo tàn nên mới muốn đến xem một chút la vĩnh sanh vừa nghe đã căng thẳng ngươi có biện pháp nào cứu bà ấy không mệnh số của phàm nhân từ trước đến giờ đâu có ai có thể tùy ý nhúng tay tống lập ngôn lắc đầu nhưng sự thức nhiều năm nay có ân với ta chỉ điểm một hai chắc cũng được la vĩnh sanh vội vàng cúi người khẩn cầu ngươi mau nói hoa diêu tiền bối bình sinh chưa làm việc gì không phải Duy chỉ có một hồi phạm sai lầm đó là dùng thủ đoạn đê tiện hạ đoạn yêu phụ cho người khác, kết nơi nào thì giải nơi ấy. Nhưng cái này phải giải thế nào? La Vĩnh sanh mê mang bị Tống Lập Ngôn đưa ra khỏi viện, ông ta đứng trên đường cái người đến kẻ đi, lại nhìn lên một chữ phúc màu đỏ treo ở nơi xa, Linh Quang đột nhiên vừa hiện, vì thế ngày hôm sau lâu tự ngọc đã bị Hoa Diêu mời ra ngoài, nàng vừa tới kinh đô nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ lại lo tống lập ngôn bận quá không ai mang nàng đi dạo thì hoa diêu tiền bối tới. Tuy nàng đã biết đoạn yêu phù lúc trước có liên quan tới vị này nhưng trước sau nàng cũng không chán ghét bà ta. Vì thế hai người cùng hưng phấn chen vào chợ, hai người ăn uống no đủ rồi đến trà lâu nghỉ chân, hoa diêu cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, người muốn tiếng hầu phủ thì có thể nhận ta làm mẹ nuôi, đây là la vĩnh sanh để bà làm, dùng để triệt tiêu ơn ông ta cứu mạng bà tuy hoa diêu không rõ vì sao phải làm như vậy nhưng bà cũng nguyện ý coi như là trả nợ trên con đường kinh đô náo nhiệt ồn ào lâu tự ngọc nghe bà nói lời này thì điểm tâm trong tay lập tức rơi xuống không thể nào nàng líu lưỡi hôm qua tống lập ngôn nói chuyện kia hôm nay sẽ có thay đổi nàng còn không tin kết quả là cơ hội đã tới cửa kinh đô là nơi tốt đèn đuốc sáng rỡ lụa là gấm vóc người tới người lui đều là phú quý trời vừa sẫm tối đã có khói lửa tận trời dòng người trong chợ ồn ào náo nhiệt, nhìn từ trên xuống thì giống như ngàn cơ võng đang trải khắp nhân gian. Lâu tự ngọc nhìn không được thổn thức, nếu ở chỗ này mở khách điếm thì một tháng ta có thể kiếm bao nhiêu bạc đây, tống lập ngôn phụng phiệu không trả lời nàng. Nàng quay đầu, biểu môi lôi kéo ống tay áo hắn, sao ngài lại như thế chứ, là ngài nói có thể mang ta ra ngoài một chút, sao bây giờ ngài lại tức giận, không phải ta tức giận, thế là gì, lâu tự ngọc tuổi thân nói, ngài không muốn theo ta ra ngoài sao không phải, hoa, wow, ta chỉ biết đại nhân thay lòng đổi dạ, ngày xưa triền miên cuốn quyết, hiện giờ tới tay rồi thì ngay cả cùng ta ra ngoài đi dạo ngài cũng không vui, gân xanh trên trán hắn nhảy dựng lên, tổng lập ngôn vương tay ông lấy eo nàng, kéo con hồ ly nhỏ láo cá này vào trong lòng sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, cái này gọi là đi ra ngoài dạo hả, hai người đứng ở trên nóc của tòa trích tinh lâu cao nhất kinh đô, phía dưới là một vòng dân chúng ngửa đầu kinh hô, quanh động ồn ào bọn họ đang nhìn nhân gian mà nhân gian cũng đang nhìn bọn họ. Lúc trước là ai mới chỉ trèo lên mái nhà của huyên nha ở huyện Phù Ngọc đã nơm nớp lo sợ mà bây giờ lại dám đứng ở chỗ này. Nếu bình thường cũng thế thì tùy nàng nhưng hai ngày nay nàng không hợp khí hậu nên bị ống không có chút sức, thế mà nàng cũng dám hồ nháo thế này sao? Càng tức hơn là hắn không thể lây chuyển nàng. Tống lập ngôn thực ảo não, muốn một phen bóp chết nàng nhưng ngón tay vừa thu lại thì lại không bỏ được lâu tự ngọc thì không giả vờ tuổi thân nữa mà cười bám lấy tay hắn chúng ta ở trên này cao người bên dưới sẽ không nhìn rõ đâu ngài đừng thẹn thùng ai thẹn thùng tống lập ngôn cả giận nói nhìn chán chưa nô gia chưa thấy những cái này bao giờ không biết dưới kia có cái gì nhưng ngài ngại người nhiều chen lớn nên không phải chỉ còn cách lên trên này nhìn sao lâu tự ngọc rất là giống khuôn giống dạng mà thở dài một hơi nếu ngài thật sự không thích thì chúng ta về nhà vậy nàng dịch từng bước sang bên cạnh còn chưa được hai bước thì trên lưng đã căng thẳng tiếp theo chính là giọng nói không tình nguyện của người bên cạnh vang lên phía dưới không có gì hay để xem đâu chỉ có hai ba tửu quán năm sáu cửa hàng thêm chút đồ ăn vặt chắc chắn không thể lọt vào mắt nàng lâu tự ngọc muốn cười lại khó khăn nhìn xuống thâm trầm lắc đầu nói vẫn là trở về thôi không phải muốn nhìn sao ta càng muốn nhìn ngài hơn một con hồ ly nhỏ đột nhiên bị người ta hung tợn ném từ trên nhà cao tầng xuống dân chúng vây xem phía dưới thấy thế thì kinh hô, vật nhỏ kia gần rơi xuống đất thì lại bị một cơn gió cuốn vào ngực ai đó, có thành thật không, Tống Lập Ngôn lạnh giọng hỏi, lâu tự ngọc rất muốn nói nàng không sợ, chút uy hiếp kia chẳng là gì với nàng. Nhưng thấy sắc mặt người này thì nàng vẫn thuận theo đáp, thành thật, vậy ta sẽ thưởng cho nàng, hai người rơi xuống đất, mọi người vây xem ồn ào muốn đi lên nhưng đón bọn họ là một cơn gió lạnh, sau đó những người kia chẳng ai nhớ cái gì nữa, cứ thế mờ mịt rồi dần dần tản ra. Tống Tuân từ xa chạy tới đưa áo choàng cho hắn nhưng Tống Lập Ngôn không mặc mà lại dùng để bao con hồ ly mới biến thành hình người lại, vừa đi vừa nói, ngày mai ta muốn vào cung một chuyến, nàng thành thật đợi, không được hóa nguyên hình hù dọa người ta, được, nhưng không phải lúc trước đại nhân không muốn tiến cung sao. Thế nào đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ rồi, Tống Lập Ngôn hừ nhẹ một tiếng và không trả lời nàng. Hắn chỉ lấy thịt xiên của quán ven đường nhét vào tay miệng nàng, đã không còn thuộc về thế gian nhưng vẫn muốn đi đường phàm trần, trách không được cái vị bề trên này lại muốn ở lại đây tiêu giao, lấy tính tình của hắn thì dù có thăng thiên cũng chẳng an bình. Nhưng nếu ở lại nhân gian thì rất nhiều việc phải theo quy của của nhân gian, từ khi quay về kinh, lâu tự ngọc đã trộn biến hóa tránh trong phòng hắn, mặc dù cũng là một phen tình thú nhưng rốt cuộc vẫn danh bất chính ngôn bất thuận, tống lập ngôn cũng không sốt ruột, thường thường khiến nàng giấu đầu lòi đuôi, lông hồ ly vì thế bay đầy viện chưa đến hai ngày đã có lời đồn tiểu hầu gia bị hồ ly tinh mê hoặc. Vợ chồng định nam hầu tuy không tin nhưng rốt cuộc cũng có chút sầu lo, trưởng tư nói lập ngôn đã thành nghiệp lớn, nhưng lại không rõ thành cái gì. Bọn họ lo lắng tiền đồ của đứa con này sẽ bị hủy hoại nên đã hai ngày không ngủ ngon. Hôm qua sau khi ăn xong hầu phu nhân gọi tống lập ngôn qua thư phòng, nói bóng nói gió về hơn hai mươi bức họa chồng trước mặt hắn, hỏi hắn xin y của vị cô nương nào đẹp hầu phu nhân luôn luôn cảm thấy thua thiệt hắn nên cũng không dám nói nặng lời còn tận tình khuyên hắn thành gia rồi lại lập nghiệp cả đời không thể không lưu cái gì lại được tống lập ngôn vuốt cầm đáp lời cũng không chọn tranh hầu phu nhân không yên hỏi sao lại không có người nào thuận mắt con ư người mẫu thân chọn tự nhiên đều là cô nương nhà trong sạch nếu con chọn sẽ làm chậm trễ bọn họ hầu phu nhân không có cách nào đành phải tiến cung gặp hoàng hậu khóc lóc một hồi vì thế ngày hôm sau trong cung có ý chỉ triệu tống lập ngôn tiến cung diện thánh tống lập ngôn cũng không tỏ vẻ bất mãn gì với thủ đoạn này của mẹ mình ngược lại hắn cực kỳ phối hợp vào cung hơn nữa khi được đương triệu bệ hạ thuyết phục hắn còn ấm ơ không tình nguyện chỉ bức họa của con gái vị hoa học sĩ mới thăng chức bệ hạ có chút chần chờ vị học sĩ này vừa thăng quan của cải có chút không xứng với hầu phủ nhưng ông ta đã nói ra miệng lại thật sự muốn cấp nhân tình cho tống lập ngôn nên cũng cắn răng đồng ý quay đầu ông ta sẽ để la vĩnh sanh nghĩ biện pháp thăng quan cho hoa học sĩ hoa học sĩ là người nào tiền bối hoa diêu của thượng thanh tư lúc trước đã được phong chức trong triệu nhưng lúc đó bà ấy từ chối la vĩnh sanh giữ lại cho bà ấy lại mắt nhắm mắt mở để bà ấy thăng lên làm học sĩ cũng để người dưới sống chết thuyết phục bà ấy vài ngày hoa diêu mới miễn cưỡng đồng ý kết quả còn chưa ngồi nóng chỗ lại muốn thăng quan sao bệ hạ chưa nói nguyên do La Vĩnh Sanh buồn bực vài ngày rồi vẫn trình sổ con lên. Sau đó ông ta quay về Thượng Thanh Tư đã thấy Hoa Diêu cầm thiệp mời lần trước Tống Lập Ngôn đưa mà ngẩn người. Sao lại không vào nhà, bên ngoài gió lớn, ông ta nhíu mày. Hoa Diêu thoạt nhìn có chút hoảng hốt, bà ta thu lại ánh mắt, cũng không xem là ai mà chỉ kéo tay áo của ông ta hỏi, ngươi xem bên trên này là cái gì, vẫn là tấm thiệp lần trước. Nhưng trên nền giấy đỏ âu lúc này không hiểu sao lại thêm mấy chữ, ngày 3 tháng 3, gió xuân thổi về Nam, Giai nhân vào cửa, đa tạ nhạc mẫu. Tiểu tử này, La Vĩnh Sanh vừa tức giận vừa buồn cười, tính kế cả ngươi và ta nữa, lâu tự ngọc thiếu thân phận, hoa diêu cho được. Mà La Vĩnh Sanh muốn giữ hoa diêu lại thì Tống Lập Ngôn sẽ giúp ông ta nghĩ biện pháp giữ lại, quả là người đã đắc đạo, ông ta có chút ghen tị. Trong năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, có hỏa thế thình lình từ kỳ đấu sơn, thiếu chút nữa lật úp nhân gian. Nhưng hỏa thế đảo mắt đã tan thành mây khói, Hoa cỏ lại hồi xuân, còn có vị tiểu huyện lệnh của huyện Phùng Ngọc liên tiếp phá án lớn, được thiên tử ưu ái tứ hôn, vinh quang vô hạn. Mặc kệ nói thế nào thì dân chúng vui nhất vẫn là chứng khí nhiều năm tiêu tan, bọn họ có thể thoải mái sinh hoạt, cả đời bình an, nhưng sau khi thiên hạ Thái Bình thì tình hình của Thượng Thanh Tư lại loạn lên. Có người nói là do Triệu Thanh Hoài không chọn được trưởng tư kế nhiệm thích hợp, cũng có người nói là vì trưởng tư kế nhiệm tống lập ngôn kia là người không thích trói buộc, lúc này đã từ quan muốn quy ẩn núi rừng. Mọi người gấp đến độ thi nhau tới cửa khuyên bảo, nhưng chờ mọi người đẩy cửa phòng hắn ở hậu phủ thì chỉ thấy chữ hỉ còn dán nhưng người đã không thấy đâu. Triệu Thanh Hoài nghiến răng nhìn căn phòng trống rỗng, tức giận đến vài ngày không ngủ được, nhưng với bên ngoài ông ta vẫn tung tống lập ngôn lên trời, thậm chí ghi vào sách lưu truyền để hậu nhân đều biết ông ta có được một đồ đệ đắc đạo. Vì thế trong lúc nhất thời có rất nhiều lời khen ngợi lưu truyền trong thiên hạ bất kể chỗ nào có hàng quán ven đường thì đều có người nói, nếu không có tống đại nhân thì nhân gian không biết còn chìm trong đêm dài tới bao giờ. Phi, cái gì mà thổi phồng quá vậy, chỉ có vài vụ án, cũng chẳng thấy người nọ có thêm công trạng gì. Nước trà vẫy ra, thiếu niên mặc quần áo đen, đội đấu lập lúc này bất bình lên tiếng, người quanh hắn kinh ngạc nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn qua, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thì làm sao có thể tin lời người ta nói chứ, đấu lập vừa chuyển, mảnh lụa màu đen cũng theo đó bay lên, nếu ta sinh ra sớm vài năm thì còn có việc gì của hắn chứ? Vừa mới dứt lời thì vị trưởng giả bên cạnh đã đánh hắn một cái, đấu lạp vừa chuyển đã dính lên mặt hắn. Trẻ nhỏ khó dậy, chứ vị thông cảm, trưởng giả đứng dậy hành lễ, mặt mang ấy nấy nói. Mọi người bốn phía thấy thế thì xua tay tiếp tục dùng trà, thiếu niên sửa lại đấu lạp, bất mãn gào, sư phụ, ngươi cái đứa nhỏ này, sớm muộn gì đều phải bị thiệt vì cái mồm của ngươi thôi, vị trưởng giả lắc đầu, nửa năm trước cũng có người nói như vậy, sau đó hắn thiếu chút nữa bị hổ yêu cắn chết, vẫn là con cứu hắn đó, thiếu niên hừ lạnh phất phất trèm mũ, phàm nhân thổi phòng tống lập ngôn cũng thế, nhưng những người ngồi đây muốn vào thượng thanh tư có ai không có chút bản lĩnh, còn cho rằng hắn là tiên hạ phàm chắc, còn không phục. Anh tài trong thiên hạ nhiều như thế, rồi sẽ có người mới, làm gì cứ nhớ mãi một người đã biến mất thế, tống đại nhân không biến mất, thiếu niên nhíu mày định cãi, nhưng mặt trời còn chưa xuống núi thì gió lạnh đã thổi tới, cả người hắn căng thẳng, siết chặt trường kiếm bên hông, người uống trà bốn phía cũng cảnh giác, không biết từ khi nào mà thế gian bắt đầu ít yêu quái, ngẫu nhiên xuất hiện mấy con nhưng đều bị nhóm đạo nhân tranh nhau giết hại, lấy đó làm công tích chứng minh thực lực, nhưng gần đây trên núi hoàng đỉnh đồn là có yêu quái giết chết mười mấy người qua đường, vì thế đám đạo nhân lại tới, tính toán thu yêu ma, tiện thể lấy đó làm đầu để tiến vào thượng thanh tư lúc thiếu niên tới thì cũng nghĩ thế nhưng khi gió lạnh thổi tới thì mọi người đều cảm giác được cái này không bình thường yêu khí mạnh quá sắc mặt trưởng giả có chút chật vật hai mắt nhắm lại hiển nhiên đã tính toán lui yêu khí mạnh thế này thì con và ta đều không đánh lại đâu thiếu niên lại rất hưng phấn nói yêu khí mạnh là chuyện tốt mà hồ nháo con nghĩ là đánh được ít tiểu yêu thì sẽ thành thiên hạ vô địch hả yêu khí bực này là trăm năm khó gặp nếu nó muốn thì trăm thành trấn xung quanh đây cũng chẳng còn người sống đâu còn không mau đi, sư phụ lại dọa con rồi, thế gian này làm gì còn yêu quái lợi hại như thế chứ? Cho dù thực sự có thì con cũng muốn ở đây giết thử nó cho ngài xem, thiếu niên rút kiếm đi trước, bước chân như bay, thần sắc như chờ đợi, lão giả phía sau gấp đến hô to nhưng vẫn không ngăn được hắn lại, gió núi ban đêm lạnh tận xương, thiếu niên cai sợ bị đám người phía sau đoạt công lao nên trực tiếp xông lên tận giữa sườn núi, yêu khí đằng trước càng ngày càng đậm, giống như mạng nhện lạnh băng tầng tầng lớp lớp làm cho người ta hít thở không thông. hắn chạy chậm trong chốc lát thì rốt cuộc cũng đến một chỗ giữa sườn núi. nhìn từ đây xuống, ánh trăng đang dần treo trên đỉnh núi, vòng tròn mờ nhạt chiếm cứ nửa bầu trời đêm. dưới ánh trăng là chính cái đuôi to tuyết trắng ngạo nghễ đón gió. một cái đuôi hạ xuống hé ra một khuôn mặt xinh đẹp, mỹ nhân như trăng, như tuyết. nếu nàng ta bất động thì nhất định là nhan sắc trong tuyệt thế danh họa nhưng người này lại bước đến. trên mặt nàng ta là thiết huyết. Làn váy phần phật đầy sát khí mắt phượng nhìn về phía hắn khiến thiếu niên cả kinh run rẩy hai chân theo bản năng lui hai bước hồ yêu cửu vĩ hồ yêu yêu quái bực này chỉ có trong truyền thuyết sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây có phải hắn đang nằm mơ không thiếu niên giật mình xoa mắt vài cái nhưng tiếng kêu trên khiến ba hồn bảy vía của hắn lập tức trở về cứu mạng cứu mạng trong tay hồ yêu là một nữ tử nhu nhược đang lạnh run cổ bị vuốt cáo túng lấy mắt thấy sẽ lập tức đứt gân ngay. Thiếu niên nhíu mày, thật sự cảm thấy không thể trốn vì thế hắn cắn răng nâng kiếm vọt qua. Hắn giống như lúc ở quê nhà, vô số lần vung kiếm lên muốn chém yêu quái nhưng một lần này bảo kiếm hắn yêu nhất còn chưa chạm đến hồ yêu kia đã bị cái đuôi của nó cuột qua, biến thành từng mảnh vụn. Vô số hàng quan bắn ra găm xuống đất, kẻ ngón tay của hắn rung lên nước toạc. vật nhỏ từ đâu tới mà không có mắt vậy, hồ yêu mở miệng, trong lời nói là trào phúng và khinh thường thiếu niên đằng một cái mặt đã đỏ lên hắn cầm lấy chui kiếm tay chân có chút luống cuống hắn quả thật quá ít kinh nghiệm sư phụ cũng không dạy hắn gặp phải đại yêu thì phải làm gì một bầu nhiệt huyết sông lên sợ là sẽ phải dùng mạng nhỏ để trả giá nhưng hồ yêu này lại không vội vàng giết hắn mà quay đầu xử lý nữ nhân trong tay mình nữ tử kia tuyệt vọng nhìn hắn sau đó hít một hơi đầu lệch sang một góc quỷ dị thiếu niên tức giận đến cả người phát run hắn chưa thấy qua yêu quái kiêu ngạo thế này bao giờ cũng chưa thấy qua yêu quái tàn nhẫn thế này bốn phía còn có vài phạm nhân bị nàng ta chế trụ có già có trẻ mà nàng ta định giết hết bọn họ trước mặt hắn mau dừng tay hắn hóa ra pháp trận pháp trận hơi hơi có chút không xong nhưng rất nhanh hồng quan kia lại chói lọi lên hồ yêu nhìn hắn một cái cười khẽ nói là một mầm non tốt nhưng đúng là không có mắt ta ta không sợ ngươi ngươi muốn giết bọn họ thì phải giết ta trước Á à, à, hồ yêu gật đầu, sau đó lướt qua hắn giết chết lão thái bà phía sau hắn. Trước nay chưa từng có cảm giác thất bại, nhưng cảm giác lúc này giống như thà giết hắn đi, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thiếu niên phóng ra pháp trận, nhưng với đại yêu như thế này thì chút pháp lực của hắn không thể khiến nàng ta mảy may tổn hại. Hồ yêu chỉ phất đuôi đã giết sạch người bốn phía, cuối cùng nàng ta còn tao nhã lau máu trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Không có kiếm, pháp trận lại vô dụng, một người tự cho là lợi hại nhưng một thân bản lĩnh trước mặt đại yêu quái lại chẳng đáng nhắc tới khiến thiếu niên trầm mặt nhìn nàng, thật lâu mới nói, ngươi giết ta đi, giết ngươi, hai cái tai lông tuyết trắng rung lên, hồ yêu hừ lạnh, ngươi là người chứ không phải yêu quái làm ác, sao ta phải giết ngươi, dù sao ta cũng. Hả? Thiếu niên ngẩng ra, cái gì? Khuôn mặt của các thi thể chậm rãi hiện hình, nam nữ già trẻ đều là yêu quái, bên trên mỗi con đều là hoàng phù, thiếu niên nhìn xong thì choáng váng hồ yêu trước mặt không biết lấy được từ đâu một cái quạt tròn, cười nhạo nói với hắn. Một kẻ mù đường không phân rõ người hay yêu thì tu cái gì, về nhà làm ruộng đi, ngươi. Ngươi không phải yêu quái, hồ yêu ném cho hắn một cái nhìn xem thường, làm ruộng cũng phải có mắt, ngươi vẫn là nên kiếm nghề nào khác mà làm, không chỉ có yêu lực cường đại mà cái kẻ trước mặt này nói chuyện cũng không nể nang, hắn hoàn toàn không phải đối thủ, thiếu niên thực quể oải, lại có chút kính sợ cái kẻ trước mặt này tuy thoạt nhìn nàng ta chính là yêu quái, nhưng lại vết sơn yêu, lại có một bộ da lông tuyết trắng xinh đẹp cực kỳ. Nàng ta xác thực là hồ yêu cao ngạo nhất của yêu tộc trong truyền thuyết, đôi mắt chỉ liếc một cái đã khiến người ta lạnh sống lưng, càng đừng nói tới so chiêu. Trong nháy mắt hắn cảm thấy dù đạo sĩ khắp thiên hạ gặp lại thì cũng không thể lợi hại bằng hồ yêu này được, thậm chí hắn có chút muốn bái sư. Ngươi hắn do dự mở miệng nói, ngươi không bài xích phạm nhân phải không? Hồ yêu hết cầm hỏi, không bài xích, nhưng nếu là bái sư linh tinh gì đó thì ta đây rất ngại. Phạm nhân dù có tư chất cũng không so được với linh khí trời sinh của yêu tộc, ngươi nói cái gì, thiếu niên thực sự tức giận, hắn cũng rất muốn phát tiết giận dữ nhưng hắn không dám, cũng không biết vì sao hắn không há mồm nhưng bốn chữ kia lại cứ ôn nhu vang lên, mang theo chút ý cười từ phía sau truyền đến, thiếu niên buồn bực bịt miệng, trong lòng hoảng hốt nghĩ chẳng nhẽ hắn đã biết nói tiếng bụng. Nhưng giọng này cũng không giống giọng của hắn. Hơn nữa, sao lại thế này? Mới vừa rồi hồ yêu kia còn đang bày ra bộ dáng cao ngạo xinh đẹp, nhưng vừa nghe thấy giọng này thì lập tức thu lại chín cái đuôi, ánh mắt công thành hình trăng non, vèo một cái đã nhào vào phía sau hắn. Đại nhân xem, ta đều giải quyết hết rồi, một chút dấu vết cũng không còn, có phải ta rất lợi hại không? Mấy con tiểu yêu này còn dám cùng ta già mồm, nói là ăn mấy người qua đường thôi mà. Ta tức quá thế là dứt sạch, vậy giờ chúng ta đi đâu uống rượu đây? Ngữ khí của nàng ta lúc này vui mừng thật giống tiếng thét to vui mừng khi khai trương khách điếm trong thành trấn, lạnh lùng cao ngạo không còn lại chút gì. Thiếu niên quay đầu lại nhìn thì phát hiện hộ yêu kia không ngờ lại xuề đuôi ra vui vẻ lắc tới lắc lui với người ta. Người tới là một nam nhân mặc áo xanh như núi sông, khí trên người nồng đậm nhưng khi thiếu niên nhìn kỹ thì phát hiện quanh người hắn không có gì hết. Hắn giống một vị công tử đi ngang qua, nhàn nhã hỏi một câu, nàng muốn chơi đúng không, cái này sao lại là chơi đùa chứ? ta chẳng qua sợ đại nhân mệt nhọc nên đi trước giúp ngài một tay còn gì, hừ, ngài đừng tức giận mà, đây đều là việc nhỏ, luôn có mấy con không nghe lời như thế, giết rồi là xong, sao phải nhíu mày, giết chết là tốt rồi, nàng ta nói như buổi tối ăn mì là tốt rồi ấy, thật thoải mái tự nhiên. Thiếu niên rùng mình, nam nhân kia lại nhìn hắn, sau đó đi về phía hắn hỏi, người tu đạo sao? nếu là trước kia nghe thấy vấn đề này thì thiếu niên khẳng định sẽ kiêu ngạo mà đáp phải nhưng hiện tại trên mặt đất còn có bảo kiếm vỡ vụn của hắn nên thiếu niên thực sự không mở, miệng được. Hắn quể oải nói, kiếm của ta đã bị hủy, không xứng tu đạo. Nam nhân nhìn về phía người bên cạnh. Hồ yêu chột dạ cúi đầu quạt quạt hai cái rồi giải thích, ta cũng không phải cố ý, là kiếm của hắn rất giòn. Nam nhân lắc đầu thở dài, tay múa trong không trung rút ra một thanh trường kiếm hàng quan lấp lánh kiếm này đã lâu hắn chưa từng dùng qua nhưng vừa rút đã thấy được sát khí nhíp người tặng ngươi thiếu niên ngạc nhiên chỉ ngay ngốc đón lấy thanh kiếm kia vừa vào tay đã thấy rất nặng đúng là vật phi phàm này thế này ta làm sao dám nhận thê tử của ta đánh gãy kiếm của ngươi nên ta đền lại thôi mà hả thê tử nhìn ngươi hẳn là muốn gia nhập thượng thanh tư chúng ta không chậm trễ ngươi nữa cáo từ nam nhân kia duỗi tay túm lấy hồ yêu khiến nàng kia kêu lên một tiếng sau đó ngọt ngào ôm lấy cánh tay hắn trong chớp mắt hai người đã biến mất không thấy chỉ thừa lại thiếu niên kia đang ôm kiếm sốt ruột kêu lên ta còn chưa hỏi danh tính của tiền bối gió núi gào thét không có ai trả lời hắn thiếu niên nhìn nhìn thanh kiếm trong ngực cả lòng đều là cảm khái hắn cảm thấy tống lập ngôn tính là gì một đại hiệp như người vừa rồi mới tính là nhân vật trong truyền thuyết giải trí kiến là bảo bối đã theo đại nhân nhiều năm như vậy sao nói tặng người ta là tặng chứ tống tuân biết được tin tức thì truyền hồn âm đến nó ở lại bên người ta cũng chẳng còn tác dụng để lại cho hậu bối cũng tốt đại nhân anh minh tống tuân khâm phục không thôi lâu tượng ngọc lại phe phẩy cây quạt che miệng nói đại nhân nói mà ngươi tin à rõ ràng là ngài ấy bắt một đứa nhóc không hay ho đi bịt miệng đám lão nhân thượng thanh tư kia để mình có ngày thanh nhàn thì có tống lập ngôn liếc nàng một cái nhưng nói thế nào thì đại nhân vẫn thật anh minh, buổi tối chúng ta ăn gà nướng nhé, mặt lật một cái đã chuyển sang nịnh hót, lâu tự ngọc ôm cánh tay hắn, sôi nổi hỏi. Nàng chú ý thể thống chút, hắn ghét bỏ nói, à nàng lên tiếng trả lời rồi buông tay hắn ra, tuổi thân đi ông quạt, nhưng dây tiếp theo cái người cực kỳ có thể thống bên cạnh đã duỗi tay ông nàng vào lòng. Trong núi rừng vang lên từng chuỗi tiếng cười thật dài như chuông bạc, có lẽ tương lai còn có rất nhiều người khác lợi hại, cũng có rất nhiều chuyện xưa lợi hại nhưng Tống đại nhân cảm thấy chuyện xưa của người sau thì giao cho bọn họ tự viết, hắn chỉ cần có thể ở bên cạnh yêu quái lợi hại nhất này là cuộc đời đã viên mãn. Hết chương 192, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.